chương 3000, bá đạo 1, cái này nói ra, đoán chừng không ai tin tưởng, chuẩn thiên tôn tầng 7, ha ha, người đến càng ngày càng nhiều, lang hàn một mực đang tìm chủ nhân của chiếc xe ngựa tiên kim hoàng như kia, nhưng vô luận hỏi ai, ai cũng lắc đầu, không biết còn có một nhân vật như bức như vậy đến yến hội. Người này cũng quá vô danh đi, ánh trăng giữa trời, có người đột nhiên kêu to, thiếu chủ đến, lập tức, toàn trường yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào thân ảnh một nam tử trẻ tuổi rất nhanh liền xuất hiện, dáng người hắn thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí tức nội liếm, như đồng một người bình thường, nhưng chỉ cần nhìn nhiều, liền sẽ phát hiện hắn không giống người thường, nhưng muốn nói ra ở đâu bất đồng, lại không có ngôn từ gì có thể hình dung. Hà Vũ Phong vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn, giám thí, đại hắc cầu suy một tiếng, Lăng Hàn cũng nhẹ gật đầu, lại có một tia kinh ngạc, bởi vì Hà Vũ Phong đột phá bất quá nửa năm, cũng đã khống chế được khí tức, hiển nhiên vững chắc cảnh giới, từ điểm đó liền có thể chứng minh đối phương yêu nhiệt Hà Vũ Phong phong độ nhẹ nhàng, nâng chén mời mọi người tương ẩm, nói chuyện cũng cực kỳ khách khí, không bày cái giá chuẩn thiên tôn chút nào, để cho mọi người dần dần buông xuống băn khoăn, chàng diện lại khôi phục náo nhiệt. Ai là Lăng Hàn? Hà Vũ Phong đột nhiên hỏi. Lập tức, toàn trường lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, bưng một chén rượu lên chậm rãi uống. Hà Vũ Phong nhìn qua, nói, tôi tớ kia của ta là bị ngươi giết sao lời vừa nói ra mọi người đều xôn xao cái này là chuyện xảy ra lúc nào lang hàn cũng quá mãnh liệt a à, ngay cả người của hà vũ phong cũng dám động đúng vậy từ kết quả mà nói xác thực là ta giết lang hàn rất sảng khoái gật đầu nếu như tần sương là đệ tử võ viện như vậy Lăng hàn nhất định sẽ đẩy sạch sẽ giết hại đồng môn chính là trọng tội nhưng không phải là đệ tử võ viện vậy không cần cố kỵ binh tới tướng đỡ muốn chơi sao cũng được lá gan thật sự là không nhỏ, ngay cả người của ta cũng dám động. Hà Vũ Phong nói, nhưng trên mặt vẫn mây trôi nước chảy, làm như một chút cũng không tức giận. Xác thực, Tần Sương chỉ là một thủ hạ của hắn mà thôi, không phải thân nhân, hơn nữa, hắn đã tu thành chuẩn thiên tôn vị, lại làm sao có thể đơn giản động nhan sắc. Bây giờ tâm tình của bản tôn không tệ, liền phạt ngươi làm tôi tớ của bản tôn một kỷ nguyên, người phục hay không? Hà Vũ Phong nói, mọi người nghe xong, ai cũng nghe răng lăng hàn yêu nghiệt tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đừng nói một kỷ nguyên khả năng chỉ cần mấy chục tỷ năm liền có thể bước ra tiên vương cảnh thành tựu chuẩn thiên tôn vị nếu thật khuất phục hà vũ phong trở thành tôi tớ vậy cho dù về sau lăng hàn trở thành thiên tôn cũng sẽ lưu lại một sỉ nhục rửa không sạch nhìn chung lịch sử còn không có xuất hiện qua sự tình thiên tôn làm tôi tớ cho người thiên tôn nào không phải cao ngạo vô cùng hà vũ phong cũng quá độc ác a à. lăng hàn cười nhạt một tiếng ta là đệ tử võ viện ngươi làm như vậy không biết là quá mức sao? quá mức, Hà Vũ Phong cười ha ha. ngươi quá ngây thơ rồi. pháp tắc chỉ có thể trói buộc phàm nhân, mà hiện tại bản tôn đã nhảy ra phàm trần, thiên địa quy tắc không thể trói được bản tôn, pháp tắc thế tục cũng không thể. ngươi cho rằng hôm nay bản tôn giết chết ngươi, võ viện sẽ nghiêm trị bản tôn sao? nhiều nhất nói mấy câu không đến nơi đến chốn mà thôi. lời nói này vô cùng làm càn, quả thực không coi võ viện ra gì, nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận hà vũ phong nói có lý thiên tôn dù chỉ là chuẩn thiên tôn cái kia đã nhảy ra quy tắc có thể định ra quy tắc tới quyết định chơi như thế nào phương diện võ viện sẽ vì một đệ tử tiên vương trừng phạt một chuẩn thiên tôn sao tuyệt đối sẽ không bằng không mà nói lúc trước cũng không có khả năng có tiên vương mộ địa rồi tiên vương phạm phải đại ác trực tiếp chém không tốt sao còn giam làm gì tiên vương có bối cảnh đều như thế huống chi bản thân thiên tôn rồi hà vũ phong hai tay chắp sau lưng thân sắc tầm đó lộ ra nhàn nhã, theo hắn, đây chỉ là một hình thức mà thôi, Lăng Hàn không khuất phục, vậy thì diệt sát, vô cùng đơn giản. Hắn chính là bá đạo như vậy thì như thế nào? Hắn là thiên tôn, hắn có thể cường hoành như vậy, người phẫn nộ, người bi phẫn, người không phục thì như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn, muốn biết phản ứng của hắn, là nhịn một chút, trước ứng phó qua cửa ải này hay tử chiến. Vô luận như thế nào, kết cục của Lăng Hàn nhất định thảm. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta thật đúng là không tin, nụ cười trên mặt Hà Vũ Phong lập tức ngưng kết, hắn hử một tiếng. Thiên Tôn nói như vậy, so với thiên địa quy tắc còn muốn cao hơn, người lại dám không theo, đây là nhục nhã bản tôn. Thiên Tôn há có thể nhục, hắn vươn tay, lập tức, áp lực đáng sợ như núi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó thở, mạch máu bạo đột, giống như muốn nổ tung. Hà Đại Nhân, Vương Thiên Dương đột nhiên mở miệng, Lão Phu xin Hà Đại Nhân chút mặt mũi, tha kẻ này một lần, vương thiên dương tất cả mọi người thầm nói một câu vương gia là hào phú uy tín lâu năm vương gia lão tổ càng là tam bộ thiên tôn là thuộc về tồn tại mọi người chỉ có thể nhìn lên vương thiên dương mở miệng thay lăng hàn cầu tình tin tưởng hà vũ phong khẳng định phải cho cái mặt mũi a hà vũ phong không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào vương thiên dương hào khí trở nên càng ngày càng xâm lãnh mỗi người đều nhịn không được run lên mãi đến có người đều sắp không chịu được hà vũ phong mới rốt cục mở miệng nếu như là Vương gia Tam Bộ Thiên Tôn đại nhân mở miệng, Bản Tôn sẽ nhượng bộ lui binh, nếu như là An Đức huynh mở miệng, Bản Tôn sẽ cho một cái mặt mũi. Nhưng mà, người bất quá là Tiên Vương tầng 9, có tư cách gì để Bản Tôn cho ngươi mặt mũi? Hí, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, bọn họ đều không ngờ, Hà Vũ Phong lại có thể không bán mặt mũi cho Vương Thiên Dương. Phải biết rằng, Vương Thiên Dương chính là Vương gia gia chủ, hơn nữa cũng có khả năng đột phá Thiên Tôn. Nhưng mọi người lại tưởng tượng, đều gật gật đầu. Luận bối cảnh, lão tử của Hà Vũ Phong là Tứ Bộ Thiên Tôn, cao hơn Vương gia lão tổ một cấp độ, mà chỉ luận bản thân, Hà Vũ Phong là Chuẩn Thiên Tôn, cao cao tại thượng. Chương 3001, Bá đạo 2. Như vậy Hà Vũ Phong xác thực không cần cho Vương Thiên Dương mặt mũi, ai cũng tìm không ra lý do gì. Vương Thiên Dương thì tức giận đến toàn thân phát run, hắn chính là Vương gia gia chủ, tự ý nào đó đại biểu cho Tam Bộ Thiên Tôn, ngay cả Thiên Tôn chân chính thấy hắn cũng sẽ cực kỳ khách khí hiện tại bị người khinh bỉ, há có thể không làm hắn sinh khí. Nói sau, bản tôn vừa mới đột phá, ngươi liền dám để cho bản tôn sư ra vô công, đây là ý gì? Hà Vũ Phong lạnh lùng nói, Vương Thiên Dương tròm dâu đều động, hắn chỉ vào Hà Vũ Phong. Tốt, Lão Phu lại muốn nhìn, người dám làm gì Lão Phu? Hắn chắn ở trước mặt Lăng Hàn, Vương Dương danh có chút do dự, cũng đồng dạng phóng ra một bước, cùng Vương Thiên Dương sánh vai. Vương ra bày tỏ thái độ, muốn cùng lang Hàn đứng chung một chỗ. Không biết tự lượng sức mình, Hà Vũ Phong ra tay, tay phải thò ra, hóa thành một cửa thủ ngập trời, nắm về phía vương dương danh, vương thiên dương. Không có ký hiệu gì dương động, chính là một cửa thủ màu xanh, như đá xanh vạn năm, nhưng một tay thò ra, uy thế cuồn cuộn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng tim đập nhanh. Một chuẩn thiên tôn, ít nhất phải 10 tiên vương tầng 9 đỉnh phong mới có thể ngăn được. Vương thiên dương, vương dương danh đều dùng toàn bộ lực lượng, nhưng hai người làm sao ngăn cản được chuẩn thiên tôn không có mấy chiêu liền bị oanh thương nhào nhào ngã ngồi xuống đất không ngừng thổ huyết nể tình lang vân thiên tôn tha các người không chết hà vũ phong thu tay về ngạo nghễ nói vương thiên dương cùng vương dương danh đều không ngừng ho khan căn bản vô lực nói chuyện lang hàn nắm hai tay trong nội tâm phẫn nộ như lửa hắn biết rõ hà vũ phong tất nhiên bá đạo nhưng bá đạo đến trình độ như vậy lại là hắn không ngờ người ở trong võ viện rõ ràng còn không kiêng nể gì như thế. Còn có ai phản đối cách làm của bản tôn sao? Hà Vũ Phong nhàn nhạt nói, nhìn quanh bốn phía, không người dám nhìn thẳng hắn, ai cũng buông xuống ánh mắt. Ngự hư tiên vương, ngự vô địch thì đại hỷ, lang hàn song đời. Một người khác thì là chắc khải, hắn cười đến miệng muốn nứt đến lỗ tai, hận không thể vỗ tay. Cầu ra không phục, đại hắc cầu động thân mà ra. Tiểu tử, người bất qua tu luyện nhiều vài năm, một lần nữa cho tiểu hàn tử vài tỷ năm thời gian, Xem hắn không treo ngươi lên đánh, để ngươi hô ra ra. Sắc mặt của Hà Vũ Phong lập tức tối sầm, con chó hoang này miệng thật đúng là độc, một câu chẳng những nhục nhã hắn, ngay cả phụ thân hắn cũng bị kéo vào. Hắn hừ một tiếng, dám làm càn trước mặt ở bản tôn, lẽ nào lại như vậy? Hắn lần nữa ra tay, nắm về phía đại hắc cẩu. Lấy lực lượng của hắn, nếu như bị hắn nắm rắn chắc, đại hắc cẩu khẳng định chỉ có hóa thành bã vụn. Có bản lĩnh tới truy cẩu ra a? À. Mới vừa rồi đại hắc cầu còn nói khí diễm hung hăng càn quấy, nhưng thật muốn đánh, nó lại trượt so với ai khác còn nhanh, hưu, lập tức chạy ra khỏi động phủ. Thời gian, không giờ, không một, mục đích của đại hắc cầu rất đơn giản, chính là dẫn Hà Vũ Phong ly khai, chế tạo cho lăng hàn cơ hội đào tẩu. Thế nhưng mà, Hà Vũ Phong lại không mắc mưu, hắn một kích vỗ không, rất tùy ý thu tay về, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú vào lăng hàn. Đại hắc cầu thấy thế, lập tức chạy trở lại, ở cửa ra vào hét lớn tiểu tử, vì cái gì không đến truy cầu ra, ngươi là không dám sao, đến đến, cầu ra cũng không khi dễ ngươi, nhưng ngươi một tay một chân như thế nào. Nó thu hồi một cái chân trước cùng chân sau, cái này cực kỳ trào phúng, để cho Hà Vũ Phong không khỏi khóe miệng co giật, nhịn không được lại một trường đánh về phía đại hắc cầu. Oanh, lực lượng cuồn cuộn, cực kỳ đáng sợ, cầu ra lại đi nha, xoát, đại hắc cầu nhanh chân bỏ chạy, nó ở trước khi thu thành bất diệt thiên kinh, liền lấy tốc độ tăng trưởng, đây mới là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng chính thức của nó. Hà Vũ Phong một kích thất bại, vẫn không nói gì, đại hắc cầu lại xuất hiện. Nó ở cửa ra vào thăm dò, có nhớ cầu ra hay không, cầu ra trở lại rồi. Trong ánh mắt Hà Vũ Phong nhảy lên hỏa, hắn cố ý muốn đối phó Lăng Hàn không chỉ vì thủ hạ bị giết, cũng bởi vì hắn muốn lập uy, cái gọi là quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa, hắn bước vào thiên tôn vị, tự nhiên cũng muốn lập uy, hướng tất cả mọi người tuyên cáo hắn quật khởi. Vương gia muốn ngăn cản hắn, hắn không chút do dự đẩy bình, một con đại hắc cẩu muốn ngăn cản hắn, hắn cũng lập tức hạ sát thủ. Vấn đề là, không có đắc thủ, tốc độ của con chó chết này sao nhanh như vậy? Hà Vũ Phong quyết định không để ý tới, tuy tu vi của Lăng Hàn thấp, nhưng lúc trước hắn đã thả ra lời nói, hoặc là Lăng Hàn quỳ xuống thần phục, làm nô tài của hắn, hoặc bị hắn giết chết. Đường đường chuẩn thiên tôn mở miệng, há có đạo lý nói không giữ lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt sát khí chấp động. Mắt cá chết, khi dễ một tiểu tử tầng 7 tính toán bổn sự gì, có gan cùng cầu ra đại chiến 300 hiệp. Đại hắc Cẩu vội vàng kêu lên, lần này Hà Vũ Phong lại hoàn toàn không để ý tới, hắn ra tay, đánh tới Lăng Hàn. Chuẩn thiên tôn ra tay, dù tốc độ của Lăng Hàn nhanh siêu Việt tiên vương tầng 9 bình thường lại làm sao có thể tránh được. Oanh, một trường này vừa đánh ra cũng đã xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, cự thủ màu xanh như ma bàn, có thể phai mở hết thảy tiên vương. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, bất diệt thiên kinh vận chuyển, hắn đã tu ra bất diệt tiên vương thể đại thành, để cho hắn có lòng tin tiếp được một kích. Bành, một trường đè xuống, lập tức làm cho cả động phủ run rẩy dữ dội. Tiên vương đại chiến cũng có thể phá hủy động phủ này, huống chi là chuẩn thiên tôn ra tay. Khá tốt, Hà Vũ Phong đương nhiên sẽ không hủy động phủ của mình, tay trái đi theo chảo một cái, kịp thời chôn vùi dư ba, mới chỉ để cho động phủ run rẩy dữ dội. Cho bụi tán đi, chỉ thấy phía trước lăng hàn nhiều hơn một thân ảnh lập lòe lóng lánh, đợi cho kim quang ảm diệt, hiện ra thân ảnh của đại hắc cầu. Vừa rồi nó kịp thời xông ra, ngăn được một kích của Hà Vũ Phong. Nghiêu A, à, tiên vương tầng 9 rõ ràng có thể ngăn lại một kích của chuẩn thiên tôn. Đau, đau chết cầu ra rồi. Thời điểm mọi người vẫn còn cảm thán, đại hắc cầu lại đặt mông ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu đau, lập tức để cho mọi người vừa đổi mới ấn tượng lần nữa ngã vào vực sâu. chương 3002, cho cái mặt mũi. Con chó hoang này là không sửa đổi được đại hắc cầu không có thảm như nó biểu hiện, nó cũng tu ra bất diệt tiên vương thể, chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy tu vi tầng 9 vận chuyển ra, uy lực khẳng định vượt xa lăng hàn. Một kích này, nhiều nhất khiến nội phủ nó chấn động một cái. Cuối cùng sắc mặt của Hà Vũ Phong trở nên khó coi, hắn muốn giết một tiên vương tầng 7. Có khó khăn như thế sao? Hắn vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn, đúng là thời điểm khí phách cao nhất, vì cái gì hết lần này tới lần khác có nhiều người muốn đối phó với hắn như vậy. Lăng Hàn phải chết, phải chết. Hắn hừ một tiếng, đại hắc cầu có thể ngăn hắn một lần, nhưng có thể ngăn một trăm lần, một ngàn lần sao? Chuẩn thiên tôn muốn sát nhân, là một tiên vương tầng 9 có thể ngăn cản sao? Ta cũng muốn hà huynh cho cái mặt mũi, như vậy dừng tay như thế nào? Một âm thanh trong veo đột nhiên vang lên, lập tức như gió xuân ba tháng, hòa tan hàn băng, để cho toàn thân người thoải mái. Hà Vũ Phong lại càng không thoải mái, hắn chỉ là muốn giết một tiên vương tầng 7, vì cái gì luôn có người phản đối hắn nhìn lại người mở miệng, ánh mắt đảo qua, con người lập tức siết chặt. Đây là một thiếu nữ, tướng mạo thanh nhã, chưa nói tới đẹp tuyệt thiên tiên như thế nào, lại để cho người nhìn liền trong nội tâm thoải mái, như một cây hoa cúc, đáng giá người cẩn thận thưởng thức. Nhưng đây không phải trọng điểm, mấu chốt là, lúc trước hắn căn bản không có phát hiện nữ tử này tồn tại. Hắn đường đường chuẩn thiên tôn, thần thức cường đại cỡ nào, lại có thể nhìn lọt một người. Cô nương xưng hô như thế nào? Hà Vũ Phong trầm giọng hỏi, tuy thiếu nữ này một chút khí tức cũng không hiển lộ, lại làm cho nội tâm hắn không khỏi bay lên kiên kỵ. Cô gái này ôn hòa cười cười, lâm phiêu tuyết, lâm phiêu tuyết, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, lại chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu hàn tử, chúng ta không cần chạy, nữ hoa tử này giống như rất lợi hại. Đại hắc cầu quay đầu lại, nhỏ giọng nói, lăng hàn gật đầu, tuy khí tức của cô gái này không lộ ra, lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hà Vũ Phong nhíu mày, Cô gái này chỉ báo họ tên, lại không nói ra thân phận hoặc tu vi. Hắn trần chờ một chút mới nói, "Tại sao Lâm Cô Nương muốn bảo vệ người này? A, à, cha ta coi trọng người này, liền để cho ta đến, mang hắn về thăm nhà một chút, trợ giúp hắn một tay, tăng tu vi lên chút ít." Lâm Phiêu Tuyết nói ra, cực kỳ tùy ý, nhưng nghe vào trong tai mọi người, lại cực kỳ khiếp sợ. Lăng Hàn đã là tầng 7 rồi, lại tăng lên một chút làm sao có thể là chuyện dễ dàng. Mà Lâm Phiêu Tuyết lại nói cực kỳ bình thản dựa vào nhà của ngươi là đang làm gì lão tử của ngươi là ai a à? khoác lác đi hà vũ phong cũng không tin hắn thản nhiên nói tôn phụ là ai lâm phiêu tuyết ôn hòa cười cười bây giờ là ta tìm hà huynh lấy cái mặt mũi cùng gia phụ không quan hệ vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không rồi hà vũ phong cuối cùng quyết định ra tay hắn tu thành chuẩn thiên tôn nói ra chuyện thứ nhất cũng không làm được cái này cũng quá tổn thương mặt mũi rồi oanh hắn vẫn một tay thò ra hóa thành ma bàn. Lâm phiêu tuyết cũng không phải là đại hắc cẩu, nàng tự nhiên sẽ không trốn, mà duỗi ra một ngón tay ngọc điểm tới. Một đạo hắc quang hiện lên, ba, ma bàn trên bầu trời lập tức nứt vỡ. Oanh, vừa ra tay, khí thức của nàng liền không thể che giấu, như biển động mãnh liệt. Chuẩn thiên tôn, trời ạ, à, lại là một vị chuẩn thiên tôn, nhân vật như vậy, vì sao chưa từng bái kiến ở trong võ viện. Hơn nữa, nàng cũng không phải là vừa mới đột phá chuẩn thiên tôn, còn có một cỗ bá khí thiết huyết sát phạt. Nàng là ở ngoại vực chiến trường đột phá, hoặc đã ở đó huyết chiến vô số năm. Tất cả mọi người khiếp sợ, đây cũng là một vị trưởng thiên tôn, hơn nữa cực có khả năng mạnh mẽ hơn Hà Vũ Phong. Trên mặt lâm phiêu tuyết tràn đầy dáng tươi cười nhu hòa, dáng vẻ ung dung. Hà Huynh, có thể cho cái mặt mũi chưa? Đây đã là lần thứ hai lâm phiêu tuyết nói ra lời giống vậy rồi. Lần thứ nhất, Hà Vũ Phong chỉ hiếu kỳ cùng có chút hít kiên kỵ, nhưng lần thứ hai nói ra lời này, trong lòng hắn lại bay lên hàn ý mặc dù chỉ một chiêu nhưng hắn vẫn nhìn ra mình cùng lâm phiêu tuyết tranh lệch hắn kém xa bởi vì hắn là dựa vào tài nguyên trồng chất bế quan dài dòng buồn chán tu luyện mới đột phá chuẩn thiên tôn đương nhiên thiên phú của hắn cũng bày ở chỗ đó bất quá tài nguyên nhiều hơn nữa lại khổ tu cũng không tốt đối phương là ở trong huyết chiến đột phá ý chí võ đạo không phải giả vờ tràn đầy thiết huyết cùng sát phạt so sánh với nhau hắn chính là hoa trong nhà ấm mà đối phương lại là đại thụ trải qua bão tố, hai người chiến đấu, hắn sẽ thảm bại. Hắn là thiếu kinh nghiệm thực chiến, nếu như có thể cùng chuẩn thiên tôn giao thủ nhiều hơn, chiến lực của hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, sẽ không thua đối phương. Nhưng hiện tại, hắn đánh không lại, bởi vậy, cái mặt mũi này hắn phải cho. Tựa như lúc trước, hắn có thể bỏ qua pháp tắc của võ viện, muốn đối phó ai liền đối phó ai, thậm chí công nhiên nói muốn giết chết Lăng Hàn. Vì cái gì hắn có thể cường hoành như vậy? Thực lực Hiện tại cũng như thế, thực lực của hắn không bằng lâm phiêu tuyết, cho nên hắn phải nhận thua, nếu không lâm phiêu tuyết ra tay, đánh chết hắn thì như thế nào? Chuẩn thiên tôn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn, ở trước mặt tồn tại cấp độ giống nhau, hắn cũng phải kiêng kỵ, thậm chí cúi đầu. Nể mặt lâm cô nương, bản tôn liền tha tiểu tử này một lần. Ánh mắt của hắn đảo qua lăng hàn, trong ánh mắt chấp động lên hàn quang. Người này làm hại hắn mất hết thể diện, tự nhiên để cho trong lòng hắn nổi giận, lần này hắn không thể giết người, nhưng lần sau lâm phiêu tuyết cũng không thể thời thời khắc khắc dừng lại ở bên người lăng hàn a ngày mai hắn sẽ làm thịt cút hắn nhìn về phía lăng hàn vung tay nhắm mắt làm ngơ tất cả mọi người cảm khái lăng hàn thật đúng là phúc tinh cao chiếu trước có vương ra ra mặt trông nom có cao thủ như hắc cẩu bảo hộ cuối cùng càng có một chuẩn thiên tôn thần bí hỗ trợ thử hỏi có tiên vương tầng 7 nào có mặt mũi như vậy không ai cảm thấy lăng hàn ủy khuất ngươi ủy khuất cái gì một chuẩn thiên tôn bị ép thu tay lại Mặt mũi của ngươi thật muốn lên trời. Chương 3003, thất phu chi nộ. Sau chuyện này, thanh danh của Lăng Hàn khẳng định lại lên một tầng, tuy đây là bởi vì người khác. Lăng Hàn động, nhưng vượt quá dự liệu của mọi người, hắn không phải quay người rời đi, trái lại, hắn đi nhanh về phía Hà Vũ Phong, mãi đến khi hai người chỉ cách một trượng, hắn mới ngừng lại nói. Mặc dù tại hạ chỉ là tầng bảy, không thể nào là đối thủ của Chuẩn Thiên Tôn, nhưng thất phu giận dữ, còn máu tươi ba thước. Lời nói này, hắn nói cực kỳ trầm thấp, dương động lên lửa giận mà hắn động lại hơn nửa ngày, để cho mọi người không khỏi chấn động. Ngươi muốn làm cái gì? Khiêu chiến một vị chuẩn thiên tôn sao? Lăng Hàn dừng một cái, lại nói, tại hạ muốn lãnh giáo Hà Thiên Tôn mười chiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ít người đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề hay không, mới có thể nghe được lời không thể tưởng tượng nổi như thế. Một tiên vương tầng 7 rõ ràng khiêu chiến chuẩn thiên tôn. Hí, nhưng đám người đỗ thập nhất am à mục lại lộ ra vẻ thưởng thức, chính như Lăng Hàn nói, thất phu giận dữ còn có thể máu tươi ba thước. Nếu như Lăng Hàn nén giận như vậy, cái kia cố nhiên là một cách làm sáng suốt, nhưng sẽ bị bọn hắn coi là thấp hơn một bậc, tuy không đến mức khinh thị, nhưng sẽ không chi giao. Lãnh giáo 10 chiêu, Trịch Địa Hữu Thanh, ta là tầng 7, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Chuẩn Thiên Tôn, nhưng ta có ngạo khí, cũng không phải ngươi là Chuẩn Thiên Tôn có thể lấn ta, nhục ta. Lâm Phiêu Tuyết sáng mắt, tuy nàng ra mặt giúp Lăng Hàn một tay, nhưng đây chẳng qua là vì lệnh cha mà thôi, bản thân đối với Lăng Hàn không có hảo cảm gì, đương nhiên cũng không có ác cảm, giống như ở trên đường cái nhìn thấy người, không có bất kỳ cảm giác. Nhưng hiện tại nàng có chút minh bạch, vì cái gì người như phụ thân cũng coi trọng Lăng Hàn như vậy. Chỉ nhìn phần dũng khí này, liền giá trị nàng chạy một chuyến rồi. Nàng rất có hứng thú, muốn biết Lăng Hàn đến cùng thực chỉ là thất phu chi nộ, bị phẫn nộ che mắt, mới không biết lượng sức khiêu chiến hay hắn thực sự đã tính trước, có lòng tin ở trong tay Hà Vũ Phong chống đỡ 10 chiêu. Lúc này tức giận nhất đương nhiên là Hà Vũ Phong rồi. Đường đường chuẩn thiên tôn, rõ ràng bị một tiên vương tầng 7 khiêu chiến. Hắn đương nhiên có thể một tát chụp chết lăng hàn, nhưng một tiên vương liền dám khiêu chiến chuẩn thiên tôn, đối với tôn nghiêm của hắn mà nói, giống như bị hung hăng đâm một đao, trà sát một cái. Hắn hít vào một hơi thật sâu, mới nói, thật đúng là một gia hỏa không biết cái gọi là, tốt, Bản tôn liền cho ngươi ra liên tục chín chiêu, đợi chiêu thứ 10. Bản tôn sẽ cho ngươi biết kính sợ, hắn hạ quyết tâm, muốn ở chiêu thứ 10 oanh giết Lăng Hàn, không để cho Lâm phiêu tuyết cơ hội ra tay cứu trợ. Hết cách rồi, ai bảo tiểu tử này muốn khiêu chiến chuẩn thiên tôn? Thiên tôn trị uy không thể phạm, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có tế ra tiên ma kiếm, chỉ là hai tay chấn động, tạo thành nắm đấm, cử hóa thiên kinh vận chuyển, chiến lực của hắn điên cuồng tăng lên. Hiện tại chiến lực thông thường của hắn liền đạt đến tầng 9 đỉnh phong, lại lấy cửu hóa thiên kinh phóng đại, ít nhất ở trong thời gian ngắn như vậy, chiến lực của hắn có thể so sánh siêu cấp đế tinh tầng 9 đỉnh phong, thậm chí còn muốn cường đại hơn. Giết, hắn liền xông ra ngoài, hai đấm nộ nện, dù hắn chỉ là tiên vương tầng 7 thì như thế nào, liền không có tính tình, có thể mặc người nhục nhã sao. Còn có hai vị cường giả của vương gia, vì hắn còn bị hà vũ phong đả thương, đại hắc cầu cũng thiếu chút nữa trọng thương, vì cái gì người vô tội lại chịu lấy liên quan. Cũng bởi vì ngươi mạnh, bành, 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 hai đấm của lăng hàn nộ đánh, sức lực lớn ngập trời. Tất cả mọi người run sợ, cái này thật sự là một tiên vương tầng 7 ư, vì sao cảm giác còn cường đại hơn tiên vương tầng 9. Nhưng mà, đáng sợ hơn lại là Hà Vũ Phong, hắn chắp hai tay sau lưng, bất luận lăng hàn nộ đánh thì như thế nào, hắn bất động như bàn thạch, quả thực để cho người tuyệt vọng. Cái này là chuẩn thiên tôn A, thoát ly cấp độ tiên vương, thoát ly cấp bậc quy tắc, thăng lên đến độ cao tiên vương chỉ có thể nhìn lên. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Hà Vũ Phong cười nhạo, Lâm Phiêu Tuyết âm thầm lắc đầu, hiện tại chiến lược của Lăng Hàn xác thực bất phàm, nếu như hắn là tầng 9, như vậy vận chuyển môn bí thuật này thật có thể uy hiếp chuẩn thiên tôn. Nhưng mà, Lăng Hàn dù sao chỉ là tầng 7, công kích như vậy có thể để cho bất kỳ một tiên vương tầng 9 nào kiêng kỵ, thậm chí không dám gánh phong mang, nhưng muốn đối phó một vị chuẩn thiên tôn lại vẫn kém xa. Bảy chiêu, 8 chiêu, 9 chiêu. Hà Vũ Phong cười nhạt một tiếng, huy trưởng đập tới Lăng Hàn. Con sâu cái kiến, người cũng ăn bản tôn một kích. Oanh, một kích chém ra, thiên địa cũng muốn sụp đổ. Lâm phiêu tuyết cũng không xuất thủ, là Lăng Hàn nói muốn đánh 10 chiêu, vậy nếu như bị Hà Vũ Phong đánh chết, đó cũng là hắn tự tìm. Thiên tôn há lại cho khiêu khích, Lăng Hàn cũng không lui lại, hắn hét lớn một tiếng, hai mắt hiện lên lệ sắc, trên mặt tất cả đều là kiên nghị, nắm tay phải hóa trưởng, tư, cửu thải tiên lôi thiểm động, hung hăng đón đánh Hà Vũ Phong. Ba ba ba, một trường này chém ra, cánh tay phải của hắn bắt đầu bạo liệt, mạch máu cùng một thời gian toàn bộ nổ tung, da thịt bay tán loạn, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Thất phu chi nộ, chỉ chém ra một cái ngũ hành lôi thuật, vì cái gì cánh tay của Lăng Hàn đều nổ. Rất đơn giản, đó chính là hắn chẳng những vận chuyển ngũ hành lôi thuật, còn lấy cửu hóa thiên kinh thôi phát uy thế. Thiên tôn Pháp là không thể nào chung một chỗ vận chuyển, tiên vương chịu không được uy lực lớn như vậy không đả thương người trước chết mình nếu như đổi lại là vài ngày trước lăng hàn xác thực cũng không dám sảng bậy như vậy nhưng hiện tại bất diệt tiên vương thể của hắn đã đại thành khí lực so với tiên kim chỉ kém một tuyến lại làm cho hắn có lòng tin có dũng khí làm như vậy tuy là thất phu nhưng giận dữ cũng có thể để cho thiên tôn rổ máu giết lăng hàn vào tới hạo hạo đáng đáng một bước không lùi hà vũ phong cuối cùng lộ ra vẻ thận trọng hắn kiêu ngạo nhưng Tuyệt sẽ không mù quáng tự đại, lăng Hàn là một kích oanh ra, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tránh đi phong mang. Nhưng hắn là ai, Đường Đường Chuẩn Thiên Tôn, lại né tránh một tầng bảy công kích, cái này để cho hắn làm sao chịu nổi. Chương 3004, Chuẩn Thiên Tôn gặp huyết. Hơn nữa, nếu hắn tránh một kích, lăng Hàn liền thực đủ 10 chiêu. Một tầng bảy ở trước mặt Chuẩn Thiên Tôn nói bốc nói phét, nói có thể đi qua 10 chiêu, kết quả lại thực để cho hắn thực hiện vậy hắn là chuẩn thiên tôn về sau còn có mặt mũi làm người sao? Không thể trốn, phải trọi cứng, chấn giết lăng hàn. Hà Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, trên hai tay quấn quanh vầng sáng màu xanh, tản ra uy áp vượt xa tiên vương cảnh, nhấn về phía lăng hàn. Lần này đối oanh, long trời lở đất, đám người am mục, đỗ thập nhất đều thất sắc, bọn hắn tự nghĩ, nếu như đổi thành mình đi đón một kích của lăng hàn hoặc Hà Vũ Phong, như vậy chỉ có bị trọng thương, đối sách duy nhất là tránh đi, trọi cứng đó là cùng mình gây khó dễ mà hà vũ phong cường đại như vậy cũng hợp tình lý lăng hàn lại dựa vào cái gì như bức như vậy không thể tưởng tượng nổi không có thể nghĩ không thể tiếp nhận ngay cả lâm phiêu tuyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong nội tâm càng âm thầm vật đầu lăng hàn có thể oanh ra một kích như vậy thật sự là không phụ lòng hắn thả ra hào ngôn. thất phu giận dữ còn có thể máu tươi năm bước oanh hai đại cường giả đánh ra công kích cuối cùng va chạm tạo thành nổ lớn siêu việt quy tắc lâm phiêu tuyết vội vàng ra tay đè xuống từng đạo dư ba nếu không để cho những dư ba này tùy ý cuồng ngược, không biết có bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng đến, đại bộ phận khẳng định chỉ có một con đường chết. Lực lượng khủng bố chấn động, mặc dù có Lâm Phiêu Tuyết hóa giải đại bộ phận trùng kích, nhưng còn có một ít gợn sóng vẫn tràn ra, để cho không ít người thổ huyết, gãy xương, bọn họ đều run sợ, ngay cả một đạo dư ba nho nhỏ cũng như thế, như vậy ở trong chiến đấu sẽ bị trùng kích kinh khủng bực nào. Bội mù tán đi, chỉ thấy Lăng Hàn còn đứng tại nguyên chỗ, chẳng những cánh tay phải tạc hủy, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, ngay cả nửa người trên cũng không có huyết nhục, chỉ còn lại có một bộ xương. Nhưng hắn Y Nguyên đứng được, trong hai mắt tản ra chiến ý trùng thiên, như một thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Lại nhìn Hà Vũ Phong, hắn còn bảo trì tư thế tay phải đưa ra, tình huống tốt hơn lăng hàn nhiều lắm, quần áo chỉnh tề, cơ hồ không có thụ thương gì, chỉ có trung tâm tay phải phá một lỗ hồng, chảy ra máu tươi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ai cũng khiếp sợ đến da đầu run lên. Hà Vũ Phong bị thương, Hà Vũ Phong rõ ràng bị thương, một chuẩn thiên tôn, thời điểm giao đấu với tiên vương tầng 7, rõ ràng bị đối thủ làm bị thương, chảy máu. Trời à, mọi người sẽ không quản lăng hàn bị thương nặng như thế nào, bỏ ra bao nhiêu đại giá, bọn hắn chỉ biết một vị chuẩn thiên tôn bị tiên vương tầng 7 đả thương. Đây là kỳ tích trước nay chưa có, đây là ai cũng không dám nghĩ. Lăng Hàn chính là người sáng tạo kỳ tích mà Hà Vũ Phong nhất định sẽ trở thành chú giải vĩnh viễn, nương theo cuộc đời của hắn, về sau ai muốn nói lên Lăng Hàn, đều mang Hà Vũ Phong ra so sánh, lấy hắn tới phụ trợ Lăng Hàn yêu nghiệt. Cái này là thất phu chi nộ của Lăng Hàn, như bức, giận dữ có thể làm cho chuẩn thiên tôn gặp huyết, còn có tầng 7 thứ hai có thể làm được sao? Thiên sinh, không được, hắn nhiều lắm chính là bảo vệ mình không chết. Đỗ thập nhất, A Mục, Tàn Nguyệt, có lẽ hiện tại bọn hắn bộc phát Việt chiêu, có thể đổi đến một giọt huyết của chuẩn thiên tôn, nhưng thời điểm bọn hắn vẫn là tầng 7, đây chỉ là nằm mơ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, huyết nhục trên người đang bằng tốc độ kinh người sống lại, sở dĩ hắn sẽ thảm như vậy, kỳ thật hơn nữa là hai môn thiên tôn bảo thuật trong cơ thể xung đột, thuộc về tự thương hại, cái này khôi phục liền nhanh. Hiện tại bất diệt thiên kinh lưu chuyển, hơn nữa Lăng Hàn lại có năng lượng hư tử quán thể, tốc độ khôi phục tự nhiên cực nhanh. Hà Đại Nhân, thuộc giáo, hắn ôm quyền, tuy Lăng Hàn nói rất khách khí, nhưng Hà Vũ Phong lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Hắn biết rõ, mình sẽ trở thành trò cười cả đời để phụ trợ Lăng Hàn yêu nghiệt. Hai mắt hắn lửa giận, sát ý sôi trào, hắn muốn giết Lăng Hàn, tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống ly khai. Đến lúc đó người khác vừa nhìn thấy Lăng Hàn, sẽ nói lên hành động vĩ đại hôm nay, sau đó lấy hắn ra hung hăng dẫm lên mấy cước. Tuyệt đối không được, hắn nhất định sẽ trở thành thiên tôn, sao có thể mang theo sỉ nhục như vậy. Chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắn ra thanh quang, chân áp về phía Lăng Hàn. Tuy Lăng Hàn yêu nghiệt chẳng những cùng chuẩn thiên tôn khí lực va chạm 10 chiêu thậm chí còn đả thương chuẩn thiên tôn nhưng sau 10 chiêu hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà làm sao chống đỡ được một vị chuẩn thiên tôn ôm hận phản kích mà Lăng hàn lại không loạn chút nào chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương hà vũ phong người quá đáng rồi lâm phiêu tuyết ra tay cánh tay ngọc giãn nhẹ mười ngón như hái hoa nhìn như không mang theo một tia nóng tính uy lực lại vô cùng lớn bành đơn giản liền trấn hà vũ phong trở về tuy hai người đều là chuẩn thiên tôn nhưng Hà Vũ Phong mới vừa vặn bước vào cảnh giới này, còn Lâm Phiêu Tuyết có khả năng sắp đi ra bước tiếp theo, thực lực sai biệt thật lớn. Hà Vũ Phong liền lui trên trăm bước mới đứng vững bước chân, mặt mũi hắn tràn đầy đỏ thấm, một là bị Lâm Phiêu Tuyết kích thương, hai là giận. Chuẩn Thiên Tôn muốn giết một tầng bảy nho nhỏ, có khó khăn như thế sao? Ngươi thật muốn vì tiểu tử này đắc tội Hà gia ta sao? Vẻ mặt của Hà Vũ Phong uy nghiêm nói, nghe được câu này, đám người đỗ thập nhất ai cũng lắc đầu, hà vũ phong nói như vậy chính là đang lấy lão tử hà vinh hắn tới dọa người bọn hắn ai không phải tuyệt đỉnh thiên tài bản thân cường đại mới là căn bản mới là kiêu ngạo mới là lực lượng mà hà vũ phong lại chuyển lão tử ra này kỳ thật là kinh sợ rồi cái này tự nhiên để cho bọn hắn xem thường lập tức đẩy hà vũ phong xuống dưới bọn hắn một bậc khuôn mặt của lâm phiêu tuyết bình tĩnh da trắng hơn tuyết tựa hồ không hề nóng tính nàng nhìn hà vũ phong ánh mắt có chút cổ quái giống như tràn đầy đáng thương không muốn chọc Hà gia ta, lập tức ly khai. Hà Vũ Phong chỉ vào cửa ra vào nói, ai, thật sự là tiểu tử ngốc, một thanh âm ung dung vang lên, đại huynh đệ, đại hắc cầu lập tức nhảy cẫng lên, đó là hắc lư. Hắc lư chậm gì gì đi đến, nó giống như hắc cầu, đem hai chân trước chắp ở sau lưng, nâng cao một cái bụng tròn vo, một bộ hèn mọn bị ổi không thua đại hắc cầu bao nhiêu. 3005, sau so ra thế, bái kiến thần lưu đại nhân, tất cả mọi người vội vàng hành lễ, ngay cả Hà Vũ Phong cũng không ngoại lệ. Hắc Lư chính là thiên tôn, mà không mang theo chữ chuẩn. Dù Hà Vũ Phong nhảy ra quy tắc thì như thế nào, cường giả vi tôn mới là trí thượng, là quy tắc không có khả năng biến mất. Tất cả mọi người đều cúi đầu, hành lễ với Hắc Lư, ngay cả Lâm Phiêu Tuyết cũng hơi khẽ chào. Lư thúc, Lư thúc, Hắc Lư đi tới, ba, đạp Hà Vũ Phong một cước, đạp hắn trở mình trên mặt đất. Hà Vũ Phong giận dữ, hắn giàu gì cũng là chuẩn thiên tôn, so với hắc Lư lại không kém bao nhiêu, người dám nhục ta như vậy. Số tiểu tử, bổn tọa đây là cứu ngươi, hắc Lư duỗi ra một chân dẫm lên mặt hà vũ phong. Nếu cha ngươi biết, đoán chừng sẽ mang lễ vật tới đa tạ bổn tọa. Tất cả mọi người khóe miệng co giật, con lừa này thật đúng là độc địa, dẫm người ta ở dưới chân rõ ràng còn nói là tốt cho người khác. Hà Vũ Phong đương nhiên tức giận, hắn thề, nhất định phải nói cho phụ thân chuyện này, coi như ngươi cùng Chu Hằng quan hệ tốt, cũng không thể đối với hắn như vậy. Hắc Ngư cười hắc hắc, gõ chân ở trên đầu Hà Vũ Phong. Tiểu tử, còn chưa chịu hết hy vọng sao? Được rồi, bổn tọa liền cho ngươi chết nhắm mắt. Ngươi cầm cha của mình đi áp người ta, nhưng ngươi biết cha nàng là ai không? Nó chỉ vào lâm phiêu tuyết nói. Mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai, tràn ngập tò mò. Bọn hắn quả thật rất muốn biết lâm phiêu tuyết có địa vị gì, một chuẩn thiên tôn rõ ràng ai cũng không biết lai lịch, thần bí như vậy liền làm cho người hiếu kỳ. Là ai? Hà Vũ Phong kiên trì hỏi so ra thế với người ta, ai, người thật sự là quá non rồi. Hắc Lư vẫn còn nhử, mãi đến tất cả mọi người kéo cổ dài ra rồi, nó mới ung dung nói. Cha của nhà đầu kia họ lâm, nói nhảm, tất cả mọi người thầm nói, đương nhiên không ai dám nói. Tên Tiêu Dương, Hắc Lư lại ung dung nói, Lâm Tiêu Dương, AHH, à hát hát, lục bộ thiên tôn Lâm Tiêu Dương đại nhân, nói như vậy, Lâm Lạc đại nhân không phải ra ra của nàng sao, Lâm ra, Lâm Lạc chính là thất bộ thiên tôn, còn hắn lâm tiêu dương đại nhân là lục bộ thiên tôn hai gã đồ đệ chu hằng đại nhân sở hạo đại nhân đều là lục bộ thiên tôn chính là truyền kỳ trong truyền kỳ cùng người ta so bối cảnh ha ha thật sự là cười chết người rồi toàn bộ nguyên thế giới lại có thế lực nào có thể so với lâm gia có lẽ có nhưng không phải hà gia có người xì si xào bàn tán nhưng có người lại không hề cố kỵ vì sau lưng bọn họ cũng có trưởng bối tam bộ thiên tôn tứ bộ thiên tôn thậm chí ngũ bộ thiên tôn chỉ bình vài câu lại sợ cái gì A à hát hát, Lâm ra lại ra một truyền thiên tôn. Vậy vài năm sau lại nhiều ra một vị thiên tôn rồi. Đây chỉ là con gái của Lâm Tiêu Dương đại nhân. Ta nghe nói Lâm lạc đại nhân còn có một con gái, tuy sinh sau Lâm Tiêu Dương vô số năm, nhưng thiên phú lại tuyệt không yếu, có lẽ sớm trở thành thiên tôn rồi. Thực lực của Lâm ra, cường đại đến làm cho không người nào có thể nghĩ. Hà Vũ Phong cũng nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy vô cùng nổi giận, lại nửa lời phản bác cũng không có. xác thực so sánh với lâm gia, thế lực nào cũng là cặn bã. Một thất bộ thiên tôn, ba gã lục bộ thiên tôn, tùy tiện đi tới một cái cũng có thể càn quét hơn phân nửa nguyên thế giới. Nếu hắn thực sự cùng lâm gia là địch, đoán chừng lão tử sẽ đích thân làm thịt hắn, sau đó mang theo đầu của hắn đi lâm gia thỉnh tội. Tiểu tử ngốc, hiện tại biết rõ bổn tọa là cứu ngươi chưa? Hắc Lư nói, Hà Vũ Phong thừa nhận, Hắc Lư xác thực thay hắn hóa giải một kiếp, nhưng dùng chân dẫm mặt của hắn, cái này rõ ràng chính là cố ý nhục nhã hắn, người hoàn toàn có thể đứng nói có đúng hay không. Lăng huynh, xin mời đi theo ta, gia phụ muốn gặp ngươi. Lâm phiêu tuyết rốt cục mở miệng, nhìn lăng hàn nói. Nàng không nhìn hà vũ phong, có lẽ trong mắt nàng, chuẩn thiên tôn ngay cả tư cách để cho nàng nói nhiều vài lời cũng không có. Hà vũ phong cúi thấp đầu, trong nội tâm hận, loại bỏ qua này còn làm cho hắn khó chịu hơn hắc lư nhục nhã, mà hắn căn bản không dám hận lâm phiêu tuyết, Lâm gia là quái vật khổng lồ hắn tuyệt đối không thể trêu vào. Bởi vậy, hắn đem tất cả phẫn hận chồng chất đến trên đầu Lăng Hàn. Đây là đầu sỏ gây nên, hắn nhất định phải giết Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn Lâm Phiêu Tuyết gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hà Vũ Phong nói. Hà Đại Nhân, hôm nay ban thưởng tại Hạ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau tất có hồi báo. Cái này đương nhiên không phải báo ân rồi, mà là có oán báo thù. Tầng 7 nho nhỏ, Hà Vũ Phong siết chặt nắm đấm, nhưng hắn tự nhiên khinh thường tranh luận với Lăng Hàn, chuẩn thiên tôn còn muốn xính miệng lưỡi lợi hại, vậy cũng quá mất thân phận rồi. Hắn chỉ hư một tiếng, nói, nếu như lại để cho bản tôn chứng kiến ngươi, liền là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn lại nhìn về phía hai vị tiên vương của vương ra tỏ vẻ cảm kích, sau đó mới cùng đại hắc Cẩu đi ra động phủ. Tới, Lâm Phiêu Tuyết dẫn đường, mang theo Lăng Hàn cùng đại hắc cầu đi về xe ngựa của nàng, đương nhiên đó là xe ngựa tiên kim hoàng như kia. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu liếc mắt nhìn nhau, ai cũng thầm nói một câu may mắn, may mắn lúc trước không có đi gõ muộn côn, bằng không mà nói, bọn hắn không phải đánh lên một khối thiết bản, mà là hiện tại bị treo lên đánh A. Lư tiền bối, sự tình tiên vương mộ địa đã giải quyết. Lăng Hàn nhìn Hắc Lư hỏi, những ngày này hắn không bế quan tu luyện, chính là luyện đan, còn không có gặp qua Hắc Lư. Hắc Lư lắc đầu, tiểu tử kia chạy trốn quá nhanh, thời điểm Chu Hằng đi qua, chỗ đó đã triệt không còn bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Lăng Hàn nhướng mày, đây là một tai họa ngầm cực lớn. Trong quá trình tấn chức chuẩn thiên tôn gián đoạn, đây nhất định có ảnh hưởng thật lớn, nhưng nhiều tiên vương tầng 9 như vậy chung một chỗ xuất thế, tạo thành phá hư cũng là vô cùng đáng sợ. Trời sập xuống còn có người cao đỡ, người an tâm tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Hắc Lư nói, Lăng Hàn gật đầu, lần này bị Hà Vũ Phong ỉ vào thực lực chuẩn thiên tôn ức hiếp, để cho hắn ngoài phẫn nộ cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, bức thiết muốn tăng thực lực của mình lên. Hắc Lư rời đi, Lăng Hàn cùng đại hắc cầu thì lên xe ngựa. Chương 3006, Cửu Tử Trì, Lâm Tiên Tử, nghe người nói, lệnh tôn muốn trợ giúp ta tăng lên tu vi. Lăng Hàn hỏi, không sai, Lâm Phiêu Tuyết gật đầu, ta có thể mang lên mấy người hay không? Lăng Hàn bắt đầu có kè mặc cả, Lâm Tiêu Dương là ai? Con của thất bộ thiên tôn, bản thân cũng là một vị lục bộ thiên tôn, đại nhân vật như vậy nói muốn giúp hắn tăng lên tu vi tuyệt đối không phải nói lấy chơi cơ hội tốt tự nhiên không thể bỏ qua rồi lâm phiêu tuyết kinh ngạc sửng sốt một chút mới nói được ngược lại là được nhưng cũng không phải ai cũng thừa nhận được huấn luyện như thế thử xem lang hàn kêu lên vũ hoàng huynh đệ đương nhiên không thể bỏ qua sau đó lại mang nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đây là thê tử nhà mình đại hắc cẩu đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua chỗ tốt như vậy vì vậy bốn người một chó cưỡi lấy xe ngựa của lâm phiêu tuyết xuất phát lâm ra. Lâm tiên tử không có tiến vào võ viện sao, trên đường, lăng hàn nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, không khỏi hỏi. Không có, tuy ra thế của lâm phiêu tuyết kinh người, lại một chút kiêu ngạo cũng không có, nhu hòa như nước, nàng nói. Kỳ thật đệ tử đại gia tộc chính thức đều không tiến vào võ viện, trong gia tộc bồi dưỡng tới trình độ nhất định, sẽ đưa ra ngoại vực chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót, như vậy tiền đồ đều sẽ không kém. Ví dụ như nàng, Lăng Hàn không khỏi ngẩn người, hắn đã nghe nói rất nhiều sự tình về ngoại vực chiến trường, đột nhiên rất muốn đi xem một chút. Người bây giờ đi ngoại vực chiến trường, còn sớm lắm. Lâm phiêu tuyết nghiêm mặt nói, ngoại vực chiến trường tàn khốc, vượt xa người tưởng tượng, người phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Lăng Hàn gật đầu, không hề nói sự tình ngoại vực chiến trường nữa. Xe ngựa đi rất nhanh, một sinh linh tiên kim làm cước lực, tốc độ đương nhiên kinh người, xuyên Việt mà qua không gian, không sai biệt lắm 10 ngày sau, bọn hắn đi tới một sơn mạch, tiến nhập môn hộ nào đó, sau đó vô số sơn mạch trở nên càng thêm rộng lớn, giống như tiến nhập một thế giới khác. Bọn hắn đều xuống xe ngựa, Kim như lười biếng nằm sấp lấy, lộ ra cực kỳ nhàn nhã. Năm người bước chậm mà đi, mỗi một ngọn núi đều có kiến trúc, thỉnh thoảng có thể chứng kiến hài tử cười hì hì mà qua, không chút nào sợ người lạ, ngược lại nhìn bốn người lăng hàn không rời mắt, mà đại hắc cầu thì thành đối tượng trọng điểm vây xem, dù sao chó mặc một cái quần lót thiết, lại hèn mọn bị ổi như vậy cực kỳ hiếm thấy. Tuyết Di, bọn họ là ai? Tuyết Di, người đã về rồi. Tuyết Di, có mang thức ăn ngon về hay không? Các hài tử nhao nhao vây quanh, bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Lâm phiêu tuyết ôn nhu như nước, một bên lấy ra vài thứ phân cho những hài tử này, một bên giới thiệu cho đám người lăng hàn. Đây là chỗ ở của Lâm gia, nhưng lại không chỉ là Lâm gia, còn có thân hữu của Lâm gia. Ví dụ như người nhà của mẫu thân Lâm phiêu tuyết, toàn bộ đều ở chỗ này, toàn bộ người của Lâm gia không sai biệt lắm có hơn 10 vạn, Lâm gia tiên vương vô số, nhưng đạt đến thiên tôn chỉ có 10 người, ít đến thương cảm. Có thất bộ thiên tôn chỉ điểm, thiên tôn lại chỉ có như vậy, có thể thấy được thành tựu thiên tôn khó khăn như thế nào. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Phiêu Tuyết, Lăng Hàn gặp được Lâm Tiêu Dương. Đây là con trai trưởng của Lâm Lạc, cũng là trưởng môn nhân của Lâm gia hiện tại, Lâm Lạc một mực ở chiến trường tọa chấn, thất bộ thiên tôn là quân chủ lực đối kháng cuồng loạn, ở đâu rút ra thời gian trở lại. Lâm Tiêu Dương nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, anh Tuấn, dáng người thon dài, trên người không có một tiêu uy áp, bình thường như phàm nhân. Đây mới thực là phản pháp quy chân rồi. Bái kiến tiền bối, lang hàn cung kính hành lễ. Vũ Hoàng, nhu yêu nữ, đại hắc cầu cũng đồng dạng hành lễ, ngay cả nữ hoàng cũng đè xuống ngạo khí, có chút khẽ chào. Tính nết của Lâm Tiêu Dương rất giống con gái, mây trôi nước chảy, tựa hồ vĩnh viễn không có nóng tính. Hắn khoát khoát tay nói, ta nghe rất nhiều sự tình của ngươi, rất không tệ, ta, còn có chu sư đệ đều ôm kỳ vọng rất lớn với ngươi một vị lục bộ thiên tôn rõ ràng khen ngợi như vậy nếu như truyền đi lăng hàn nhất định sẽ lập tức danh chấn một phương ta không phải loại người ưa thích nghe lời khách sáo muốn hồi báo ta vậy thì mau chóng tăng tu vi lên đi lâm tiêu dương nói ta đã mở ra cửu tử trì cho các ngươi phiêu tuyết sẽ mang bọn ngươi đi qua lại chỉ cách dùng lục bộ thiên tôn đương nhiên rất bận rộn đám người lăng hàn đều gật đầu lâm tiêu dương có thể rút ra thời gian nhìn bọn họ đã rất tốt lâm phiêu tuyết mang mọi người ly khai rất nhanh liền đi tới một trên ngọn núi đỉnh núi có một cái ao bốc lên sương mù màu xanh lá tràn đầy tinh hoa thảo mộc đây là cửu tử trì lâm phiêu tuyết nói đám người lăng hàn đều kinh ngạc cái ao tràn này đầy sinh khí hẳn gọi là sinh mệnh trì mới đúng vì sao sẽ cửu tử lâm phiêu tuyết lắc đầu thiên địa tạo vật tràn đầy thần kỳ cực tử mà sinh mà trong cực sinh cũng cất dấu sát cơ cực lớn nàng dừng một chút dưới đáy ao này có một viên thần mộc lúc trước chính là Mộc Chi bản nguyên đắc đạo, xông lên tầng 9, thế nhưng bị thiên địa ghen ghét, thời điểm trùng kích thiên tôn vị thất bại vẫn lạc. Thần Mộc tinh hoa rồi rào, chính là tuyệt thế đại dược, nhưng lúc trước thần Mộc vẫn lạc, bị thiên địa lôi đình chảm diệt, lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Về sau cái ao này được ra tổ tế luyện, gia nhập rất nhiều đại dược, lại có thủ đoạn của thất bộ thiên tôn, khiến cho thảo mộc tinh hoa bên trong trở nên càng ngày càng kinh người, nhưng đồng thời, sát cơ trong đó cũng càng ngày càng cuồng bạo. Tiến vào trong đó, cử tử nhất sinh, Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nét mặt nói: "Bất quá, nếu có thể vượt qua sát kiếp trong dược lực, như vậy chỗ tốt cũng là vô cùng." Lăng Hàn nhìn về phía Nữ hoàng, Như Yêu nữ cùng Vũ Hoàng, ba người đều gật đầu. "Vì cái gì không nhìn cẩu ra?" Đại Hắc Cẩu kêu gào, "Các người coi cẩu ra là hạng người ham sống sợ chết sao?" Lần ân tình này, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Bốn người Lăng Hàn đều nhìn Lâm Phiêu Tuyết nói, không nhìn Đại Hắc Cẩu. Lâm Phiêu Tuyết thì gật đầu cũng là vì thiên hạ đại cục, lấy thực lực của Lâm gia, kỳ thật đã không cần đám người Lăng Hàn cảm kích, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đối kháng cuồng loạn. Các ngươi nhập trì tu luyện, ta hộ pháp thay các ngươi. Nàng lại nói, chương 3007, tầng 8 đỉnh phong 1. Đám người Lăng Hàn đều không có khách khí nữa, nhao nhao tiến vào ao. Lập tức, một cỗ sinh cơ tràn trề tràn vào trong cơ thể, thôi động tu vi của bọn hắn hưu 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 tăng lên. Phúc oanh, đại hắc cầu cũng nhảy vào. Chó chết, người đã là tầng 9 đỉnh phong rồi, còn tới làm cái gì? Hấp thu chút dinh dưỡng, nhiều hơn cũng không có chỗ xấu a. À. Đại hắc cầu chẳng biết xấu hổ nói. Đối với đại hắc cầu vô sỉ, mọi người sớm đã thành thói quen, đều không thèm nói, chuyên tâm hấp thu lấy năng lượng trong ao. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Cái năng lượng này thật cuồng bạo, mới đầu bọn hắn còn có thể chịu được, nhưng rất nhanh liền hóa thành nước lũ hủy diệt, mãnh liệt dâng trào ở trong cơ thể bọn hắn, tựa hồ muốn phá vỡ thân thể. Đây cũng không phải là cảm giác, trên thân thể bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện vết máu, đó là mạch máu trong cơ thể đã bạo liệt rồi. Phải ở trong ao một ngày, nếu không chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Lâm phiêu tuyết nói, ngoá, cậu ra bị lừa thảm rồi, sớm biết như vậy sẽ không vào. Đại hắc cậu hoa hoa kêu thảm thiết, nó đã là tầng 9 đỉnh phong, không có khả năng tăng lên gì, chỉ là nó quá mức tham, không thể gặp người khác được chỗ tốt, nó chỉ có thể ở một bên xem, bởi vậy mặt dạn mày dày nhảy xuống, kết quả lại ăn hành. Bốn người lăng hàn đều cắn răng chống đỡ, không ngừng hấp thu lấy dược lực, chuyển hóa làm tu vi bản thân. Một ngày sau, bốn người một chó đều vội vàng nhảy ra ngoài, mỗi một cái đều không ngừng thở dốc, nhất là đại hắc cẩu, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Đến, ra tay với ta, Lâm Phiêu quyết nói, các ngươi cần hoạt động gân cốt, thúc giục dược lực, bằng không mà nói, dược lực cuồng bạo như vậy tích hút trong thân thể, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bốn người một chó liếc mắt nhìn nhau, đều nhao nhao ra tay, công về phía lâm phiêu tuyết. Người ta đường đường là chuẩn thiên tôn, nếu động thật mà nói, không cần mấy chiêu có thể để cho bọn hắn đoàn diệt. Hiện tại chỉ vì để cho đám người lăng hàn hoạt động gân cốt, lâm phiêu tuyết đương nhiên sẽ không ứng phó toàn lực, mà để mình làm bia ngắm, không nhìn năm cường giả liên thủ vây công, chỉ là hóa giải, không phản kích. Như vậy trọn vẹn đánh 10 ngày, lúc này nàng mới hô ngừng. Bốn người lăng hàn trai nhìn thân thể, tu vi rõ ràng rảo bước tiến lên một bước. Một bước rất nhỏ, có chút không có ý nghĩa, nhưng mười ngày có thể có tiến bộ như vậy, lại vô cùng kinh người. Đã luyện hóa xong dược lực, kế tiếp lại có thể tiến vào cửu tử trì hấp thu. Thế nhưng mà, sắc mặt bốn người một chó đều cực kỳ khó coi. Đừng nhìn tu vi tăng lên thoải mái, nhưng cái này quá thống khổ, cả người cơ hồ sụp đổ, ai cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Hơn nữa, Cửu tử chỉ cũng không phải nói mà thôi, thực sự không cẩn thận sẽ gặp người chết. Lăng Hàn trước tiên nhảy vào, không cần phải nói những thứ khác, chỉ cần suy nghĩ tới Hà Vũ Phong một chút, sắc mặt lấy lực áp người kia liền để cho Lăng Hàn phát lên động lực vô tận, muốn dẫm tên kia lên mặt đất. Điều này cần thực lực, mà cửu tử chỉ có thể cho hắn thực lực. Thống khổ tính toán cái gì? Sau Lăng Hàn, Vũ Hoàng cũng không chút do dự tiến nhập trong hồ, tiếp theo là nữ hoàng, nàng ngạo kiều, nhưng tâm truy cầu cường đại lại vô cùng cứng cỏi nhu yêu nữ thì do dự nàng xác thực khát vọng cường đại nhưng nghĩ đến lúc trước thừa nhận thống khổ liền làm cho nàng đã ra động tác muốn lui lại tăng tu vi lên không vội a à, dù sao có lăng hàn rồi đại hắc cầu thì kiên quyết không xuống lúc trước đã bị lừa thảm nó không mốc đâu lâm phiêu tuyết lại nói tuy ngươi là tầng 9 đỉnh phong nhưng cửu tử trì này đối với ngươi vẫn có trợ giúp có thể đánh bóng chiến lược của ngươi trở nên càng thêm tinh túy vẻ mặt của đại hắc cầu đau khổ nghĩ nửa ngày vẫn tiến vào trong ao. Đau chết cầu ra rồi, cầu ra đây là tạo cánh nhiệt gì a? À? Nó hoa hoa kêu to, lâm phiêu tuyết cũng im lặng, tại sao có thể có ra hỏa vô lại như vậy, người gánh không được có thể không đi vào, đã tiến vào ao lại còn quỷ kêu như vậy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bọn họ hấp thu một ngày dược lực, lại đánh nhau 10 ngày luyện hóa, tu vi phi thăng. Nửa năm, một năm, 10 năm, thời gian như bay, hơn 30 năm sau, Lâm phiêu tuyết liền không tỏa chấn chăm sóc nữa, bởi vì nàng phát hiện ba người một chó chẳng những có đại nghị lực, hơn nữa thực lực, thiên phú đều đỉnh tiêm, hoàn toàn kháng được dược lực tôi thể. Mà đám người lăng hàn có thể giúp nhau chiến đấu, luyện hóa dược lực, không cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm vào. Một vị chuẩn thiên tôn, thủ hộ cho bọn họ hơn 30 năm, đã đủ tốt rồi. Bốn người lăng hàn tiếp tục tu luyện, thân thể chịu khổ, ở trong cửu tử nhất sinh gian nan đi tới. Trong lúc này, bốn người bọn họ đều trải qua nhiều lần hiểm quan, thiếu chút nữa sẽ chết, may mắn ý chí của bọn hắn vô cùng cường đại, sinh sinh ngao qua. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chớp mắt đã 70 vạn năm qua đi, Lăng Hàn đạt đến tầng 7 đỉnh phong, đã có tư cách trùng kích tầng 8. Cái này không cần đánh bóng trụ cột, bởi vì mỗi ngày đều trải qua sinh tử, trụ cột tự nhiên vô cùng vững chắc, cũng không cần cơ hội đột phá, vì bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều chiến đấu, hơn nữa tiến hóa lũy thừa không phải 11 chính là 12, đột phá tự nhiên là sự tình thuận lý thành trương. Lăng Hàn rời đi trước, hắn đi độ kiếp, đại kiếp tầng 8 của hắn đã có được uy lực của tầng 9 đỉnh phong, nhưng cái này căn bản là cực hạn, về sau thời điểm Lăng Hàn đột phá tầng 9, hắn độ kiếp có khả năng cũng chỉ như thế, dù uy lực lớn hơn một chút cũng không có khả năng lớn hơn bao nhiêu. Loảng xoảng thiên địa phát uy, muốn ngăn cản Lăng Hàn tái tiến một bước. Chỉ là hiện tại Lăng Hàn đã tu bất diệt tiên vương thể đến đại thành, Khí lực so với Tiên Kim cũng chỉ kém một chút ít, Thiên Kiếp có thể oanh hắn toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng cũng chỉ là như thế, không có khả năng tái tiến một bước. Một ngày sau, Thiên Kiếp tiêu tán, lang Hàn lại không hề có vẻ đắc ý, dù tầng 8 cũng không có khả năng đấu sức với Chuẩn Thiên Tôn, hắn còn cần tiếp tục tăng lên. Quay lại Cửu Tử Trì, Lăng Hàn vùi đầu khổ tu. Lại hơn 10 vạn năm sau, nữ hoàng, vũ hoàng nhau nhau đột phá. Chương 3008, tầng 8 đỉnh phong 2. Thời gian như bay, 700 vạn năm sau, Lăng Hàn đã đẩy mạnh tu vi đến tầng 8 đỉnh phong, nhưng hắn vẫn gặp bình cảnh, chậm chạp không có cách nào đẩy ra đại môn tầng 9. Trái lại, nữ hoàng, vũ hoàng lại hát vang tiến mạnh, sắp đuổi kịp cảnh giới của hắn rồi. Tiểu Hàn Tử, tầng 9 chính là cực hạn của quy tắc, cửa ải này không phải dễ đột phá như vậy. Đại Hắc Cầu nói, người cần ở hồng trần lịch lãm rèn luyện, thể ngộ quy tắc mới có khả năng phóng ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn gật đầu, đế tinh liền có thể không hề khó khăn dảo bước tiến lên tầng 9, nhưng cái này cũng không đại biểu cho ngồi bất động có thể nhìn tu vi tăng vọt. Con đường nên đi vẫn phải đi, quá trình tất yếu là không thể thiếu. Chỉ là, có ít người dù cho đi đường như vậy, lại vĩnh viễn đi không đến cuối, mà Lăng Hàn chẳng những có thể đi vững vàng, còn có khả năng rất nhanh liền đi đến cuối. Cậu ra cũng ở nơi đây đánh bóng không sai biệt lắm, huynh đệ chúng ta nên đi ra ngoài rồi, chờ tiểu tử ngươi dảo bước tiến lên tầng 9, chỉ sợ chuẩn thiên tôn cũng có thể đấu một trận rồi. Đại hắc cầu kêu gào, đả bại tiểu vương bát đản hà vũ phong kia, không phải là sớm vài ngày tiến lên chuẩn thiên tôn ư, có gì đặc biệt hơn người. Lăng Hàn gật đầu, quyết định cùng đại hắc cầu ly khai trước, về phần nữ hoàng, nhu yêu nữ cùng vũ hoàng thì tiếp tục ở đây tu luyện. Nhu yêu nữ ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào cửu tử trì tu luyện, nhưng nàng tiến một lần, những người khác có thể đi vài chục lần, tu vi tăng lên còn lâu mới có thể so với đám người Lăng Hàn. Ba người nữ hoàng đều đồng ý, Lăng Hàn liền cùng đại hắc cẩu rời đi trước, quay lại võ viện. Trải qua hơn 10 ngày chạy đi, bọn hắn về tới võ viện. Nhoáng một cái đã hơn 700 vạn năm, lúc trước Lăng Hàn dẫn phát đại oanh động tự nhiên cũng đã sớm dẹp loạn, chỉ là ngẫu nhiên chứng kiến trương tam lý tứ trên vạn cổ thạch mới có thể để cho người thổn thức. Trong võ viện xuất hiện một nhân vật như bức, lấy tu vi tầng 7 oanh thương chuẩn thiên tôn. Đương nhiên, trừ người lúc ấy có mặt, đại bộ phận người vẫn bảo trì hoài nghi, tiên vương tầng 7 làm sao có thể làm chuẩn thiên tôn bị thương. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu cực kỳ điệu thấp, lặng yên tiến nhập võ viện, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, bất quá võ viện chỉ lớn như vậy, một người một chó lại điệu thấp cũng sẽ bị người chứng kiến, rất nhanh ở trong võ viện liền nhấc lên thủy triều. Nhưng mà, mọi người chờ mong Lăng Hàn tái chiến Hà Vũ Phong sẽ không bao giờ trình diễn, bởi vì Hà Vũ Phong từ mấy trăm vạn năm trước đã rời võ viện, nghe nói đi ngoại vực chiến trường. Hắn tự nhiên là nhận lấy kích thích, nhưng không phải bởi vì Lăng Hàn, một tiên vương tầng 7 lại yêu nghiệt cũng không có khả năng để cho hắn sinh ra cảm giác gấp gáp, mà là Lâm Phiêu Tuyết, đồng dạng là chuẩn thiên tôn, hắn ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết cảm thấy vô cùng nhỏ bé, thúc đẩy hắn đi ngoại vực chiến trường, ở trong huyết chiến tăng lên chiến lược của mình. Tính toán tên kia vận khí tốt, bất quá cầu ra nhất định sẽ đánh chết hắn. Đại hắc cầu thở dài một hơi, sau đó lập tức gọi ầm ý. Lăng Hàn thì lắc đầu, tuy thực lực của chúng ta đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn không thể nào vượt qua chuẩn thiên tôn, tuyệt không phải đối thủ của Hà Vũ Phong. Lúc trước hắn liều mạng, đồng thời vận chuyển hai môn thiên tôn Pháp, cũng chỉ để cho Hà Vũ Phong bị chút thương, chảy chút máu, hiện tại tu vi tăng lên một tầng, cái kia nhiều lắm chỉ để cho Hà Vũ Phong bị thương chút ít. Hơn nữa, lúc ấy Hà Vũ Phong là trở ngại mặt mũi mới đón đỡ một chiêu này, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể trốn tránh. Tái chiến Hà Vũ Phong, đối phương còn có thể tuân thủ 10 chiêu ước hẹn sao. Bất quá, chỉ cần ta có thể thành công tiến vào tầng 9 ánh mắt lang hàn chấp động lên hàn mang, đến lúc đó chuẩn thiên tôn hắn cũng có thể không sợ lang hàn tin tưởng, thời điểm hắn dảo bước tiến lên tầng 9 liền có được thực lực chiến một trận với chuẩn thiên tôn đây là bởi vì hắn một mực được năng lượng hư tử rèn luyện, trên thực tế sớm đã là chuẩn thiên tôn rồi chỉ là chuẩn thiên tôn như hắn thực lực không biết kém chuẩn thiên tôn chân chính bao xa nhưng mà, một khi hắn tiến lên tầng 9, không cần đạt tới đỉnh phong hắn liền thực sự cùng chuẩn thiên tôn đứng ở trên một cấp độ. Mà nếu hắn đạt tới tầng 9 đỉnh phong, vậy hắn chính là chuẩn thiên tôn hàng thật giá thật rồi, tuyệt đối có thể nghiền áp những chuẩn thiên tôn khác. Vì cái gì? Bởi vì chuẩn thiên tôn khác chỉ dùng lực lượng độc nhất vô nhị trong thiên địa rèn luyện bản thân, nhưng Lăng Hàn dùng lại là năng lượng hư tử. Năng lượng hư tử chính là một trong sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, tự nhiên cường đại hơn lực lượng độc nhất vô nhị nhiều lắm. Đây là bản chất áp chế. Hiện tại vấn đề là, hắn phải đột phá tầng 9. Rất nhanh, người vương gia lại đến, vẫn là vương dương danh, hắn là đại biểu vương gia tiếp tục cùng lăng hàn hợp tác, mà mấy trăm vạn năm qua, vương gia cũng thu thập đến đầy đủ tiên kim. Ngươi, ngươi vậy mà đột phá tầng 8, vương dương danh kinh ngạc đến ngây người, hắn biết rõ lăng hàn rất yêu nghiệt, thực lực cường hoành đến thậm chí có thể kích thương chuẩn thiên tôn, nhưng chưa tới một ngàn vạn năm, thằng này liền từ tầng 7 rào bước tiến lên tầng 8, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lăng hàn gật đầu, cũng không có nói kỳ thật mình đã đạt đến tầng 8 đỉnh phong, cách đột phá tầng 9 chỉ có một bước ngắn, hiện tại khiếm khuyết chỉ là một cơ hội. Hai người hàn huyên một trận, Lăng Hàn lần nữa biểu đạt cảm kích với Vương gia, mà Vương Dương Danh cũng tỏ vẻ hy vọng cùng Lăng Hàn có hợp tác càng sâu, kết xuống quan hệ càng sâu, ví dụ như cưới tiểu công chúa của bọn hắn để cho Lăng Hàn không khỏi đen mặt. Dựa vào, đã qua lâu như vậy, Vương gia còn không có quên chuyện này. Vương Dương Danh đi rồi, Lăng Hàn liền bắt đầu tăng lên tiên ma kiếm. Lần này vương ra một hơi đưa tới hơn 10 khối tiên kim, hẳn là có thể để cho tiên ma kiếm tân cấp. Biết rõ tin tức, đại hắc cầu cũng hết sức kích động, chạy tới vây xem. lang hàn lấy ra tiên ma kiếm, bản năng của phệ kim thiết phát động, lập tức thôn phệ tiên kim. Mà đối mặt phệ kim thiết, cường hoành như tiên kim cũng chỉ có bị thôn phệ, tinh hoa trong đó bị rút ra, hóa thành bụi bầm. Trường 3009, tiên ma kiếm độ kiếp. Một khối, hai khối, ba khối, theo tiên ma kiếm thôn phệ tiên kim càng ngày càng nhiều, tiên khí này cũng tản ra quang mang rừng rực, có văn tự cổ xưa xuất hiện, dù không cách nào phân biệt ra được. Tiểu hàn tử, ngàn vạn lần không nên bỏ qua bất kỳ một chữ nào. Đại hắc cầu mở to mắt chó, đây chính là thiên tôn phù, chỉ có thiên tôn mới có khả năng xem hiểu, có thể câu thông lực lượng bản chất của nguyên thế giới. Bất quá, thiên tôn có thể xem hiểu, nhưng không cách nào làm cho nó hiển hóa, chỉ có phệ kim thiết ở lúc tấn chức thiên tôn cấp, mới có thể dẫn động thiên địa, hiển hóa ra ký tự vô thượng này. Lăng Hàn cũng vội vàng trừng mắt, nhìn cẩn thận, hắn rất nhanh phát hiện, ban đầu ở trên hắc tháp chứng kiến bất diệt thiên kinh có chút giống những văn tự này, nhưng xa xa không phức tạp, thâm ảo bằng. Thiên tôn tự nhiên có thể dò ngó bản chất của nguyên thế giới, sáng tạo diệu pháp có hiệu quả như nhau. Chỉ là duyên sinh thiên tôn dù sao chỉ bước ra một bước, nhiều lắm chính là nhìn thấu lực lượng bản nguyên nào đó của tiên vực vị diện, cho nên hắn sáng tạo bí pháp liền không thâm ảo bằng rồi. Nhưng nhờ như thế, xuyên sinh thiên tôn mới có thể truyền thừa bất diệt thiên kinh, nếu không thiên tôn cũng không ghi được. Lăng Hàn hoàn toàn xem không hiểu, lại phát lên cảm ngộ trùng trùng điệp điệp, bởi vì chỉ cần trong đầu hiện lên văn tự như vậy, hắn phát hiện năng lượng hư tử tăng lên rất nhiều lần. Vốn cần một ngàn năm mới có khả năng cảm ứng, rút ra một viên hư tử, nhưng hiện tại chỉ cần. 10 năm, tăng lên gấp trăm lần, cái này cũng quá kinh người đi. Lăng Hàn vui mừng quá đỗi, dù những văn tự này không có tác dụng khác, chỉ tăng lên năng lực cảm ứng hư tử, cái này cũng đủ rồi. Oanh, tiên ma kiếm bỗng nhiên phóng thích ra tiên quang vô lược, vạch phá bầu trời. Chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp nhanh chóng thành hình. Tiểu hàn tử chạy mau, thiên tôn bảo khí độ kiếp, lấy thực lực của chúng ta dừng lại ở phụ cận chính là muốn chết. Đại hắc cẩu vội vàng nắm lang hàn bỏ chạy, mặt sợ tới trắng bệch. Lang hàn cũng không dám do dự, chạy theo. Hưu, tiên ma kiếm bắn thẳng đến trường không, đón đánh thiên kiếp. Tia chấp trận trận, đánh về phía tiên ma kiếm, một đạo đón lấy một đạo, dày đặc và khủng bố. Thiên truy bách luyện, siêu việt tiên kim, đại hắc cầu thở dài. Năm đó cầu ra bái kiến duyên sinh thiên tôn luyện chế Tam giới tháp, nhưng lúc đó đại nhân đã trở thành thiên tôn, bởi vậy có thể trợ giúp Tam giới tháp chung một chỗ đối kháng thiên kiếp, nhưng bây giờ cũng chỉ có xem bản thân tiên ma kiếm rồi. Vượt qua, liền có thể chính thức siêu thoát, không độ qua được, hóa thành cho bụi. Lăng Hàn không nói, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn tin tưởng, tiên ma kiếm nhất định có thể vượt qua, bởi vì đây là bảo khí hắn luyện chế, một đường đi theo hắn nhiều năm như vậy, tính cách của hắn cũng hoàn toàn sáp nhập vào, càng gặp được ngăn trở lại càng cường đại. Thiên tôn bảo khí độ kiếp, cái này động tính thật sự quá lớn, toàn bộ võ viện đều bị kinh động, ngay cả hai vị thiên tôn tỏa chấn cũng mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời, tầng tầng gạch ngói ngăn không được cặp mắt của bọn hắn. Lại có thiên tôn bảo khí mới muốn xuất thế kỳ quái ở đây cũng không có vị thiên tôn thứ ba a à. chẳng lẽ cái thiên tôn bảo khí này là tiên vương luyện thật đúng là gan lớn a cũng không sợ thiên kiếp vô tình oanh bạo bảo khí thành hai bàn tay trắng sao hai thiên tôn cảm thán một cái liền thu hồi ánh mắt bọn họ đều là thiên tôn uy tín lâu năm tự nhiên sớm ở vị diện của mình luyện ra thiên tôn bảo khí không có khả năng lại có ý kiến với tiên ma kiếm đương nhiên nếu không phải bởi vì đối kháng cuồng loạn để cho tất cả thiên tôn đều buông thành kiến đi tới chung một chỗ Vậy bọn họ nhất định sẽ ra tay cướp đoạt Thiên tôn bảo khí lại có ai sẽ ngại nhiều chứ Một ngày sau, thiên kiếp tiêu tán Ba, thiên ma kiếm từ trên bầu trời rơi xuống Thân kiếm chỉ còn lại có một phần ba Toàn bộ ảm đạm không ánh sáng Quả nhiên, không có chủ nhân bảo vệ, không thể độ được Hai thiên tôn lại trợn mắt nhìn, nhao nhao lắc đầu Những người khác ở trong võ viện cũng nhìn thấy chỉ sợ không phải mỗi cái đều nhận được đây là thiên tôn bảo khí độ kiếp, nhưng mà cho rằng tiên ma kiếm tấn cấp thất bại, tự nhiên không hề quan tâm. Cái thế giới này chính là như thế, chỉ có người thành công mới có thể danh chấn vạn cổ, mà người thất bại sẽ bị lập tức quét nhập lịch sử. Tiên ma kiếm ngã xuống, liền rớt ở bên chân lăng hàn, toàn thân ảm đạm đã mất đi hết thảy linh tính. Rõ ràng thất bại, mặt mũi đại hắc cầu tràn đầy thất vọng, nó chờ đợi tiên ma kiếm tấn cấp, ngày sau áp chế thiên sinh, phóng thích ra thần hồn của duyên sinh thiên tôn cái này đã thành chấp niệm của nó nhưng bây giờ tiên ma kiếm tấn cấp thất bại tự nhiên khiến nó vô cùng thất vọng lang hàn xoay người nhặt tiên ma kiếm lên lắc đầu nói ta không tin nó sẽ thất bại hắn có tin tưởng như vậy một là vì thiên kiếp rằng có suốt một ngày tiên ma kiếm xác thực đã vượt qua thiên kiếp thứ hai nó sáp nhập vào ý chí võ đạo của hắn có tín niệm kiên cường của hắn làm sao có thể thất bại đại hắc cầu đoạt lấy tiên ma kiếm lật qua lật lại nhìn một hồi, lại lắc đầu. Hoàn toàn không có hoạt tính rồi, nó dỗi chỉ bắn ra, ba, một đoạn thân kiếm liền rơi xuống, lại bị nó dẫm mạnh, lập tức hóa thành bột phấn. Cái cường độ này, kém tiên kim gấp bao nhiêu lần, Lang hàn tiếp nhận kiếm, lấy thần niệm cẩn thận lưu chuyển, quả nhiên, thanh tiên kiếm này đã trở nên không khí trầm lặng, không còn phản ứng mảy may, càng không có kết cấu cứng cỏi của tiên kim, giãn dãn suy sụp, đừng nói hắn, ngay cả một tiểu nhi ba tuổi, nhẹ nhàng đập một cái, đoán chừng tiên ma kiếm cũng sẽ hóa thành bụi bậm. Thực sự bị thiên kiếp cuồng bổ, triệt để xong đời. lang Hàn không tin, hắn nắm lấy thân kiếm, đại hắc cầu thở dài, quay người rời đi, nếu tiên ma kiếm không có cách nào tấn thăng thành trí tôn bảo khí, như vậy tất cả việc làm trước kia đều mất đi ý nghĩa, chỉ có chờ bọn hắn có ai đột phá thiên tôn trước, như vậy vẫn có thể trấn áp thiên sinh, nhưng thời gian này có khả năng kéo dài nhiều năm. Trường 3010, Vân Ngạo không Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, hắn tin tưởng, tiên ma kiếm có thể nói là phân thân của hắn, có được đặc tính gặp áp chế càng mạnh của hắn, làm sao có thể bị thiên kiếp bổ một phát liền nghèo. Ba ngày sau, thần niệm của Lăng Hàn ở trong tiên ma kiếm chuyển mấy vạn lần, đột nhiên, hắn chạm đến một điểm. Cái điểm này không có ý nghĩa, rất dễ dàng lóe lên liền trôi qua, nhưng Lăng Hàn lại phát hiện, cái điểm này có một tia sinh lực. Hắn cẩn thận phỏng đoán, một lúc sau, khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Sinh lực như vậy, đã vượt qua tiên kim, đừng nhìn chỉ có một tia, nhưng từ bản chất mà nói, là nghiền áp hết thảy. Tiên ma kiếm quả nhiên đã vượt qua thiên tôn kiếp, chỉ là không có chủ nhân bảo vệ, độ kiếp vô cùng gian nan, lấy thân kiếm cơ hồ toàn diệt làm đại giá mới chống đỡ qua. Bởi vậy, sau khi vượt qua thiên kiếp, nó không có quang mang vạn trược, ngược lại như độ kiếp thất bại, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, để cho tất cả mọi người nghĩ nó đã thất bại. Nhưng coi như thành công, cái giá cũng quá lớn cơ hồ tất cả thân kiếm đều hủy diệt, hóa thành sắt vụn. Không có việc gì, hạch tâm còn, liền có thể khôi phục. Lăng Hàn thầm nói, giống như võ giả, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, như vậy vô luận bị thương cỡ nào cũng có khả năng dưỡng tốt, đến lúc đó thực lực lên nhanh, hơn xa trước kia. Chỉ cần tiên ma kiếm khôi phục lại, cái kia chính là trí tôn bảo khí chính thức, dạo bước tiến lên cấp độ mạnh nhất. Lăng Hàn không có nói cho đại hắc cẩu, tính toán đợi tiên ma kiếm khôi phục, lại cho thằng này kinh nghỉ hắn bắt đầu luyện đan, nếu thu thù lao của vương gia, làm sao cũng phải đúng hạn giao hàng. Hơn nữa, lúc trước vương gia vì hắn, không tiếc trở mặt với Hà Gia, phần nhân tình này Lăng Hàn phải nhận. Bận việc mấy tháng, Lăng Hàn liền hoàn thành nhiệm vụ, đợi vương dương danh tới, Lăng Hàn liền hỏi thăm hắn tình huống gần nhất của võ viện. Ngoại trừ Hà Vũ Phong đi ngoại vực chiến trường, thiên sinh cũng đi rồi. Thiên sinh vẫn chỉ là tầng 7, nhưng vì cái gì hắn có thể đi ngoại vực chiến trường? Tự nhiên là khí lực của hắn quá kinh người, Thiên Kim cấp A, lực phòng ngự trực tiếp truy chuẩn Thiên Tôn, bởi vậy, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vẫn có thể ở ngoài vực chiến trường đánh xì dầu. Lăng Hàn do dự, có nên đi ngoại vực chiến trường hay không? Hắn còn không có làm ra quyết định, nhưng tin tức hắn trở lại đã lưu truyền ở trong võ viện, cũng làm cho người có ý chí tìm tới hắn. Không qua mấy ngày, liền gặp một người ở trước động phủ của hắn, giống như gấp chết, dùng sức gõ lấy đại môn. Cũng quá không có tố chất đi, Lăng Hàn mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào đứng một người trẻ tuổi khoảng 20, trên người có bốn đạo dị sắc quấn quanh, khí huyết rất tràn đầy, khí khái hào hùng. Vóc người ngược lại rất anh tuấn, mà ngạo khí trên mặt cũng rất nặng, một bộ bế nghế thiên hạ, giống như tất cả mọi người nên quỳ ở trước mặt hắn. Người chính là Lăng Hàn, người trẻ tuổi này tùy tiện hỏi. Ba, Lăng Hàn một cái tát rút tới, người tuổi trẻ kia làm sao có thể né, lập tức bị một tát rút trở mình trên mặt đất, trực tiếp hôn mê. Không có lễ phép, Lăng Hàn lắc đầu, đừng nhìn hắn là lấy lớn hiếp nhỏ, hay xuất thủ trước, nhưng chỉ là tiên vương tầng 4 lại dám như vậy với tiên vương tầng 8, cái này vốn chính là một loại khiêu khích, bị đánh cũng đáng đời, lăng hàn không lo lắng mình phá hủy quy tắc của võ viện. Hơn nữa, hắn êm đẹp ở trong nhà, không có chọc ai gây ai, không phải đối phương tự tìm sao. Hắn đóng cửa, trở về tiếp tục ân cần săn sóc tiên ma kiếm. Kiếm này cùng hắn nhất mạch tương thừa, ý chí võ đạo của hắn có thể xúc tiến tiên ma kiếm khôi phục, hơn nữa cũng chỉ có hắn mới có thể làm được Người tuổi trẻ kia cứ như vậy nằm ở trước cửa ra vào Có người đi ngang qua Thấy thế không khỏi vui vẻ Đây không phải vân gia ngạo không sao Đế tinh tầng 4 Được vân gia ký thác hy vọng rất lớn Như thế nào sẽ nằm ở chỗ này Đây không phải động phủ của sát tinh lăng hàn sao a à hát hát Vân ngạo không nhất định chọc lăng hàn Mới bị lăng hàn đánh ngất xỉu Bất quá vân ngạo không giống như không có cửu hận gì với lăng hàn A Không hiểu nổi Tin tức này truyền ra, cũng làm cho rất nhiều người muốn tìm Lăng Hàn bỏ đi ý niệm, Lăng Hàn này bá đạo như thế, ngay cả Vân gia thiếu gia cũng không có tư cách vào cửa sao. Tuy Vân Ngạo không chỉ là tiên vương tầng 4, nhưng Vân gia lão tổ tông lại là tam bộ thiên tôn. Chẳng lẽ, Lăng Hàn thực sự có quan hệ với Lâm gia, nếu không làm sao bá khí như thế. Vân Ngạo không hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, hắn vội vàng bò lên, trên mặt có chút mờ mịt, nhưng lập tức liền thẹn quá hóa giận. Hắn rõ ràng bị đánh ngất xỉu ở đây. Tuy không biết đã qua bao lâu, nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, nhất định sẽ bị người thấy được hình ảnh mình chật vật. Đáng giận a, à, bành bành hắn lại bắt đầu gõ cửa. Một lát sau, mới thấy cửa mở, lộ ra biểu lộ không kiên nhẫn của Lăng Hàn. Lăng Hàn, người quá kiêu ngạo rồi, ta là Vân Gia. Bành, Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi, lại một cái tát đánh Vân Ngạo không hôn mê bất tỉnh, hắn mới chẳng muốn quản Vân Gia, mã Gia gì, hiện tại tất cả trọng tâm của hắn đều ở khôi phục tiên ma kiếm. Một màn này vừa vặn bị người chứng kiến, lập tức lại truyền khắp võ viện. Vân gia thiếu gia liên tục hai lần bị đánh ngất xỉu ở trước cửa động phủ của Lăng Hàn. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, vốn là cười ha ha, sau đó chỉ lắc đầu, Lăng Hàn quả nhiên không hổ là người dám khiêu chiến Chuẩn Thiên Tôn, ngay cả Vân gia cũng không để vào mắt. Cũng thế, Hà gia có lão tổ tứ bộ Thiên Tôn a, cũng không thấy Lăng Hàn kinh sợ. Ba ngày sau, Vân Ngạo không lần nữa ung dung tỉnh lại. Khuôn mặt hắn trướng đến đỏ bừng, càng biến thành màu đen. Làm truyền nhân kiệt xuất nhất thế hệ này của Vân Gia, hắn từ nhỏ đến lớn tự nhiên là được vô số người che chở, hơn nữa ai không cho một vị tam bộ thiên tôn mặt mũi, nên hắn một mực chưa bao giờ gặp bất luận ngăn trở gì. Mà ở chỗ này, hắn một câu còn chưa nói hết liền bị người đánh ngất xỉu, cứ như vậy nằm ở cửa ra vào, dầm mưa dãi nắng. Hắn thực sự muốn điên rồi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Vân Ngạo không liền cưỡng ép đè xuống lửa giận, cũng không thể cứ như vậy xám xịt trở về a. À. Trường 3011, nợ cũ, hắn lần nữa gõ cửa, nhưng lần này hắn dùng lực nhẹ hơn, cuối cùng là hấp thụ giáo huấn. Một lúc sau, Lăng Hàn đi ra mở cửa, Lăng Hàn, ta chính là Vân, bành, đáng thương Vân ngạo không, vừa mới nói mấy chữ lại bị đánh hôn mê bất tỉnh. Ba ngày sau, hắn lần thứ ba ung dung tỉnh lại. Hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn giết Lăng Hàn, còn muốn ăn sống nuốt tươi, nhưng nghĩ đến bị liên tục ba lần đập ngất, hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, đối phương ngay cả chuẩn thiên tôn cũng dám đối kháng A. Kỳ thật, hắn không tin lời đồn như vậy, tiên vương tầng 7 có thể oanh thương chuẩn thiên tôn, đây không phải thiên đại vui đùa sao. Nhưng bây giờ hắn có chút tin tưởng, ít nhất đảm lượng của người này xác thực to đến kinh người. Như vậy tưởng tượng, hắn rốt cục đã có kinh nghiệm, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Cửa mở, lăng hàn xuất hiện, tại hạ vân ngạo không, bái kiến lăng sư huynh, vân ngạo không bày thái độ, nhìn lăng hàn ôm quyền vái chào trong lòng của hắn tâm thần bất định, sẽ không lại bị một cái tát đánh ngất xỉu chứ, hắn đã có tâm lý sợ. Lăng Hàn cuối cùng không có ra tay, như vậy mấy lần, người trẻ tuổi này rốt cuộc biết cái gì gọi là phép tắc cùng tôn trọng người rồi. Hắn nói, chuyện gì, khóe miệng của Vân Ngạo không có giật một cái, bị đánh ngất xỉu ba lần, rốt cuộc đổi đến cơ hội nói chính sự, không dễ dàng a. Nghĩ đến chính sự, hắn ngạo khí lại lên, ta đại biểu Vân ra đến, mời Lăng Sư Huynh bồi thường cho chúng ta, luyện một ước năm đan dược. Ba, thoại âm rơi xuống, hắn bị lang Hàn đánh ngất. Lang Hàn nhe răng, dù bưng lấy thiên tài địa bảo đưa tới trước mặt của hắn, nhưng luyện hay không luyện cũng phải xem tâm tình của hắn a. À, đầu của người vân gia này từ trên xuống dưới đều chỉ để cho lừa đá sao, lại còn nói muốn hắn không công luyện đan một ức năm. Dựa vào, não tàn, hiện tại hắn đã không cần tiên kim rồi, cần chính là tài liệu có thể làm cho khí lực của hắn thẳng tiến bất diệt tiên kim thể, cái này không có chân quý như tiên kim, nhưng kỳ lạ quý hiếm cổ quái, so với tiên kim còn khó có thể thu thập hơn. Hắn để cho vương ra thay tìm kiếm, nhưng có khả năng vài tỷ năm cũng không có khả năng tìm được đủ. Cho nên, dù vân ra cầm tiên kim tới, hắn cũng sẽ không nhận, huống chi là miễn phí. Cho rằng hắn ngốc sao, lần này lăng hàn hạ thủ nặng hơn rất nhiều, bởi vậy 7 ngày sau vân ngạo không mới tỉnh lại, hắn loạn trọn lắc đầu, vừa sờ, mặt đều tái rồi. Hiện tại mặt hắn sưng giống như cái bí đỏ, lăng, hàn, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn không có khả năng cứ như vậy trở về, đành phải lần nữa gõ cửa. Lăng Hàn xuất hiện, không cần tay, để cho ta nói hết. Vân Ngạo không vội vàng nói, còn dùng hai tay che chở trên đầu, hắn thực sự bị đánh ra tâm ma rồi, thấy Lăng Hàn không có ra tay, hắn vội vàng nói. Đừng tưởng rằng là Vân gia ta quá mức, lão tổ nhà của ta nói, không nên quên tiên vương mộ địa là vì ngươi mà diệt. Lăng Hàn hơi sướng sờ, lập tức tỉnh ngộ, sau khi hắn hồi báo âm mưu của Hoang Nguyệt, Chu Hằng ra tay, cường thế diệt tiên vương mộ địa, chỉ có rất ít người mới còn sống ly khai, bởi vì đại bộ phận người đã bị hắc khí, cũng chính là ý chí của cuồng loạn ảnh hưởng, chỉ có thể giết chết. Hắn thật ra là lập được đại công, nếu không mấy vạn chuẩn thiên tôn xuất thế, không biết sẽ tạo thành phá hư đáng sợ cỡ nào, nhưng đối với chút thế lực lớn mà nói, bọn hắn lại cho rằng là lăng hàn đoạn tài lộ của mình. Thăng Long Đan, ở bên ngoài, không có người công nhiên bán Thăng Long Đan, bởi vì đồ vật này quá không sạch sẽ, chính là dùng huyết nhục của tiên vương nuôi thành, nhưng những thế lực lớn này có thể dùng để đề thăng thực lực thành viên gia tộc, trình thể cường đại, như vậy quyền nói chuyện tự nhiên càng lớn, có thể kiếm lấy càng nhiều lợi ích nữa. Vì thế, bọn hắn còn đưa thành viên của gia tộc mình vào, ví dụ như thanh quỷ tiên vương. Mà bị lang hàn náo như vậy, tiên vương mộ địa dứt khoát không còn, tự nhiên cũng đã đoạn nguồn cung cấp thăng long đan, khẳng định để cho rất nhiều thế lực căm tức. Vân gia là người thứ nhất tìm tới tận cửa. Bọn hắn không thể trực tiếp bắt Lăng Hàn bồi thường, dù sao sự tình quan hệ tới Tiên Vương Mộ Địa là không lên đài mặt được, cũng may Lăng Hàn là một đan sư, mới có cách nghĩ để cho hắn không công luyện đan ức năm. Thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Ba, Lăng Hàn lại một tát đánh Vân Ngạo không hôn mê bất tỉnh. 9 ngày sau, Vân Ngạo không mới tỉnh lại, lúc này hắn không có gõ cửa, mà quay đầu bỏ chạy. Lời nên nói hắn đã nói xong, nếu Lăng Hàn gian ngoan mất linh, vậy thì chờ nghênh đón lửa giận của Vân gia a chỉ là vì nói mấy câu đơn giản như vậy hắn rõ ràng bị đánh ngất năm lần ngẫm lại liền để cho hắn phiền muộn ở trong lòng mắng lăng hàn máu chó sói đầu sau khi vân ngạo không rời đi lại có mấy người tìm tới lăng hàn hoặc là khách khí hoặc tràn đầy uy hiếp nhưng nói lời lại cơ bản giống nhau là muốn để cho hắn bồi thường tổn thất trong tiên vương mộ địa không công luyện đan tới bồi lăng hàn tự nhiên sẽ không để ý tới nên đánh thì đánh nên đập thì đập nếu không phải ở trong võ viện bất tiện sát nhân hắn thật muốn ra tay độc ác để bên tai thanh tĩnh, Đám người vân ngạo không trở về thuật lại thái độ của Lăng Hàn, tự nhiên đưa tới từng thế lực lớn bất mãn. Theo bọn họ, Lăng Hàn phá hủy tiên vương mộ địa, rõ ràng vỗ vỗ bờ mông coi như không có việc gì. Nào có dễ dàng như vậy, không có bao lâu, liền có rất nhiều tiên vương tầng chín tiến nhập võ viện, muốn nhằm vào Lăng Hàn. Thiên tôn, tất cả thiên tôn đều dựa theo hiệp nghị đi ngoại vực chiến trường, phải chiến đấu vô số năm mới có thể trở về tu dưỡng một thời gian ngắn, cho nên quản ngươi là thế lực có thiên tôn mấy tầng, đều khó có khả năng mời thiên tôn ra. Hơn nữa, sự tình này là gì, muốn một thiên tôn đối phó một tiên vương tầng 7 sao? Bọn hắn đương nhiên không biết Lăng Hàn đã tấn thăng tầng 8. Tiên vương tầng 9 ra tay, chỉ cần số lượng đầy đủ, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng có thể khiêng được, Trấn áp một tiên vương tầng 7 nho nhỏ tự nhiên không nói chơi. Trong động phủ, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, hắn mở tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một thanh tiểu kiếm, thực sự rất nhỏ, ngay cả nửa tấc cũng không đến, nhưng đừng nhìn nhỏ, lại tản ra khí thức kinh người, để cho thiên tôn cũng muốn động dung. Thiên tôn bảo khí, chương 3012, quần vây, ở dưới hắn ân cần săn sóc, tiên ma kiếm đã từ một điểm khôi phục tới lớn nhỏ bây giờ, thật giống như một đứa bé đang phát triển. Bành bành bành, đúng lúc này, đại môn lại bị gõ vang. Lăng Hàn thở dài, hắn có phải quá dễ nói chuyện rồi hay không, cho nên luôn có người tới tìm hắn phiền toái. Hắn đứng lên, tiên ma kiếm cũng lập tức phát quang hình thể nhanh chóng tăng lớn những vụn sắt này chính là trên thân tiên ma kiếm rơi xuống cũng có công hiệu ân cần săn sóc nhất định hắn đi ra mở cửa khá lắm ngoài cửa rõ ràng đứng ba mươi mấy tên tiên vương tầng chín mỗi cái đều phát tán khí thức của mình một chút cũng không kiêng sợ trừ bọn họ ra còn có đám người tuổi trẻ như vân ngạo không bọn hắn đứng rất xa mỗi một cái đều ôm hai tay ở trước ngực mắt lạnh nhìn lăng hàn ước gì chứng kiến lăng hàn bị dẫm trên mặt đất trà đạp vì bọn họ đều là khổ chủ, lúc trước ở trong tay Lăng Hàn đã ăn đủ đau khổ. Lăng Hàn, người thật đúng là to gan lớn mật, xông ra họa lớn như vậy còn không hảo hảo nhận tội. Một tiên vương tầng 9 mở miệng trách mắng, trực tiếp định tội cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sự tình trong tiên vương mộ địa, vẫn là không muốn vạch trần thì tốt hơn. Hiện tại các ngươi cút ngay, ta cũng lười chấp nhặt với các ngươi nếu không, đừng trách ta không khách khí. Uy hiếp như vậy tự nhiên sẽ không bị chúng tiên vương tầng 9 để ở trong lòng, đừng nói Lăng Hàn gần kề chỉ là tầng 7, dù hắn là chuẩn thiên tôn thì như thế nào, không sai biệt lắm 10 người liên thủ có thể ngăn cản được, hơn 30 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong đồng loạt ra tay, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng muốn run lên ba lần. Tiểu tử này ngang ngược không nói đạo lý, xem ra chỉ có bắt lại rồi. Đúng, bắt lại, người như vậy không hảo hảo giáo dục một chút, sẽ tổn hại uy nghiêm của võ viện không thể để cho một con sâu làm hư mất hình tượng của võ viện như vậy. Những tiên vương này đều lộ ra vẻ dữ tợn, quy tắc vận chuyển, bọn hắn muốn ra tay. Kiêu ngạo như vậy, công nhiên ra tay ở trong võ viện. Bọn hắn không sợ, vì sau lưng bọn họ đều có thiên tôn, mà bây giờ hai vị thiên tôn tỏa chấn ở võ viện cũng sớm bị bọn hắn đánh tiếng, chỉ cần lang hàn hoàn hảo không tổn hao gì quay lại võ viện là được. Đương nhiên, đây cũng là giới hạn thấp nhất, nếu có bọn hắn tỏa chấn còn để cho đệ tử bị thương, vậy thì thật sự là không thể nào nói nổi. Ánh mắt lang hàn đảo qua nói, ngoại trừ những tiểu tử đằng sau kia, các ngươi đều không phải người võ viện A. Thì tính sao? Những tiên vương tầng 9 này đều khinh thường nói, Lang Hàn lộ ra một dáng tươi cười tràn ngập sát khí. Nói như vậy, ta tiêu diệt toàn bộ bọn ngươi cũng không có việc gì rồi. Làm càn, những tiên vương tầng 9 này đều lạnh lùng nói, một tiên vương tầng 7 rõ ràng dám nói muốn làm thịt bọn họ, thật không biết là dũng khí ở đâu ra. Lăng Hàn, cần giúp đỡ không? Thanh âm của đỗ thập nhất vang lên, hắn đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, không che giấu khí thế tầng 9 đỉnh phong chút nào, không biết mạnh hơn những tầng 9 khác bao nhiêu lần. Tiến hóa lũy thừa của hắn cực có khả năng đã đạt tới 12 rồi. Ha ha, cần, ta sẽ không để ý ra tay. Tàn Nguyệt cũng xuất hiện, hắn hai tay ôm ở trước ngực, con mắt đỏ lên, tựa hồ đã động sát ý. Còn có ta, A Mục xuất hiện, tam đại cự đầu đồng hiện, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hoàn toàn không có để những tiên vương tầng 9 này vào mắt. Lăng Hàn cười ha ha nói: "Cảm ơn ba vị, bất quá, chỉ là một chút cặn bã mà thôi, ta còn sợ không đủ giết." "Đáng giận a." À, những tiên vương tầng 9 kia đều tức giận đến sôi lên, ba người a mục bá khí như vậy cũng thôi, vì bọn họ đều là yêu nghiệt nổi danh, công nhận có thể trở thành thiên tôn, chỉ là sự tình cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Lăng Hàn lại là cái gì? Tiên vương tầng 7 mà thôi. Có thể để cho Hà Vũ Phong đổ máu liền thật coi mình là chuẩn thiên tôn. Nói đùa gì vậy, tiểu tử, bổn tỏa tới giáo giáo ngươi làm người như thế nào. Một tiên vương tầng 9 nhảy ra ngoài, nhắm lang hàn thò tay nắm tới. Một chiêu này cực kỳ trực tiếp, chính là lấy cảnh giới tầng 9 tới dọa người. Tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, cảnh giới là ưu thế lớn nhất của tiên vương, bởi vì rút ra quy tắc là hoàn toàn bất đồng. Lang hàn đứng trang nghiêm bất động, đợi đến lúc thế công của tiên vương tầng 9 này đi vào, hắn mới ra quyền nhưng một quyền này động, lại nhanh như lưu quang. Bành, một quyền liền oanh phá công kích của đối phương, tay đấm tiến quân thần tốc, ở trong biểu lộ kinh hãi của tên tiên vương kia, tay đấm đã đánh tới trên người, lực lượng nghiền áp, hắn lập tức bị đánh bay. Oa, wow! tên tiên vương kia đặt mông ngồi trên mặt đất, liên tục thổ huyết. Lập tức, bốn phía trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tình huống như thế nào? Tiên vương tầng 7 một quyền oanh tiên vương tầng 9 thổ huyết. Tầng 8, Lăng Hàn vừa ra tay, trên người lập tức hiện ra tám đạo dị sắc. Mới qua một ngàn vạn năm, liền từ tầng 7 rào bước tiến lên tầng 8. Thật là một yêu nghiệt, nhưng coi như là tầng 8, một quyền oanh bại tiên vương tầng 9. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, những tiên vương tầng 9 kia đều sắc mặt đại biến, bọn hắn tuyệt đối không ngờ, lăng hàn cư nhiên mãnh liệt như thế. Tiên vương tầng 9A, tầng 9 rất khó đột phá, cho dù là yêu nghiệt như lăng hàn, cũng bị kẹt ở tầng 9 một thời gian ngắn, mà sau khi vượt qua, thực lực sẽ xuất hiện tăng bão tố. Bởi vậy, có thể dảo bước tiến lên tầng 9, tuyệt đối không có bình thường, tất cả đều là cường giả. Coi như là cự đầu như A Mục, đỗ thập nhất, cũng có thể đồng thời đối kháng 4 tới 5 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong. Nhưng vì sao Lăng Hàn sẽ mãnh liệt như thế? Đám người A Mục đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại Lăng Hàn đã có tư cách đối kháng bọn họ, như vậy một khi Lăng Hàn đột phá, không phải có thể áp chế bọn hắn sao? Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện như thế nào ha? À? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lăng Hàn còn lấy năng lượng hư tử rèn luyện bản thân, hắn tương đương với một vị chuyển thiên tôn, chỉ là hạn mức cao nhất ở tầng 8 mà thôi, địch nổi tầng 9 đỉnh phong đương nhiên không nói chơi. Chương 3013, chạm tầng 91. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tiên vương tầng 9 ai cũng run sợ, bọn hắn rốt cuộc biết, Lăng Hàn dám nói ngoa như vậy cũng không phải hắn thích khoác lác, mà là thực có thực lực hơn nữa cường hoành đến làm cho người không tưởng được. Không cần lo lắng, chúng ta nơi này có hơn 30 tên Tiên Vương tầng 9 đỉnh phong, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn bắt tiểu tử này còn là việc nhỏ." Một Tiên Vương tầng 9 của Vân gia nói. "Không sai, càng nhiều Tiên Vương gật đầu, tầng 8 cũng chỉ là tầng 8, ở trước mặt bọn hắn, ngay cả Chuẩn Thiên Tôn cũng phải né tránh ba phần." Lăng Hàn hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói: "Hôm nay Liên dùng đầu người của những tiên vương tầng 9 các ngươi tới đúc thành uy danh của ta, lại muốn nhìn, về sau còn có ai dám rỗi ra móng vuốt với ta hay không. Sõng sạc, chúng tiên vương tầng 9 đều tức điên rồi, lăng hàn không nói nhảm, ra tay, banh, hai chân hắn phát lực, dẫm mạnh trên mặt đất, cả người lập tức phóng lên trời, tốc độ cực nhanh. Đừng hòng chạy, chúng tiên vương tầng 9 vội vàng đuổi theo, sợ để cho lăng hàn chạy thoát. Lăng hàn chỉ có một người, nhưng tiên vương tầng 9 rất nhiều, tất nhiên không có khả năng đều có một dạng tốc độ. Hơn nữa vì không cho lăng hàn đào tẩu, tiên vương tốc độ nhanh khẳng định toàn lực ứng phó, không dám có chỗ giữ lại, bởi vậy hơn 30 tên tiên vương lập tức lạp thành một hàng dài. Đúng lúc này, lăng hàn đột nhiên giết cái hồi mã thương. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó đánh tới, hai đấm nộ vung. Cửu hóa thiên kinh đã vận chuyển, lấy thực lực của lăng hàn hiện tại, ngay cả chuẩn thiên tôn chịu một kích cũng bị nhẹ thương. Tiên vương xông lên phía trước nhất ở đâu nghĩ đến lăng hàn rõ ràng dám quay đầu lại giết, trốn tránh căn bản không còn kịp rồi, liền tranh thủ ngưng chú tất cả lực lượng lên hai tay, nghênh đón lăng hàn. Bành, bọn hắn đối oanh một kích, mắt thường có thể thấy được, tên hai tay tiên vương kia lập tức phát nổ, hóa thành huyết vũ bay tán loạn, mà da của hắn giống như mặt nước chấn động, bành bành bành, hai tay giống như tạo ra cái dù, chỉ còn lại có một cây xương, huyết nhục hóa thành vòng tròn. A, à, tên tiên vương kia kêu thảm thiết, cái này đối với hắn là trọng thương. Mà trì hoãn như vậy, tiên vương khác cũng đuổi theo, nhào nhào công kích tới Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi thở dài, hắn dù sao chỉ là tầng 8, không phải chuẩn thiên tôn chân chính, dù tỉ mỉ chuẩn bị công kích, cũng chỉ làm cho đối phương trọng thương, không thể một lần hành động tiêu diệt. Mà mọi người thấy một màn như vậy lại triệt cuối ngốc mất. Tuy lúc trước Lăng Hàn cũng có ví dụ một kích oanh lui tiên vương tầng 9, nhưng có thể là vì tiên vương kia chủ quan, không có toàn lực ứng phó nhưng hiện tại bất đồng mọi người đều biết lăng hàn yêu nghiệt nhưng vẫn bị lăng hàn một kích oanh thương cái này ý nghĩa thực lực của lăng hàn cường hoành đến biến thái bất quá ba mươi mấy vị tiên vương đã đuổi theo lại tạo thành xu thế vây kín cái này đã xong lọt vào trùng vây như vậy lăng hàn căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được trừ khi hắn là chuẩn thiên tôn mười tên tiên vương tầng chín đỉnh phong cũng chỉ có thể gánh vác được một vị chuẩn thiên tôn miễn cưỡng đánh cho ngang tay nhưng thật muốn giết một vị chuẩn thiên tôn cái kia không có chừng trăm tiên vương tầng 9 đỉnh phong ra tay là hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vậy, chuẩn thiên tôn muốn phá vây quanh như vậy tự nhiên dễ dàng, nhưng mà lang hàn. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, trừ khi hai vị đại nhân tỏa chấn võ viện kia ra tay. Không có khả năng, những tiên vương tầng 9 này dám công nhiên ra tay, hiển nhiên đã bắt chuyện qua rồi. Chỉ cần không trọng thương lăng hàn là được, phía dưới, đám người vân ngạo không thì cười lạnh, lộ ra khoái ý, bọn hắn rốt cục sắp nhìn thấy ma vương tra tấn mình trả giá thật nhiều rồi. A mục, đỗ thập nhất, tàn nguyệt nhìn nhau, bọn họ đều khẽ nhíu mày, bọn hắn suy nghĩ, nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, lại nên hóa giải khốn cục như thế nào. Đối chiến là khẳng định không có quả ngon để ăn, dù có thể giết mấy tiên vương, nhưng sau cùng cũng sẽ vẫn lạc. Lăng Hàn làm sao bây giờ? Đơn giản, hắn thét dài một tiếng, đánh đập tàn nhẫn, không hề cố kỵ. Quá lỗ mãng rồi, đây không phải gia tốc thất bại sao? Oanh, chúng tiên vương tầng 9 ra tay, quy tắc diệu chuyển, đại đạo nổ vang, uy thế ngập trời, cho dù là chuẩn thiên tôn cũng phải nhíu mày. Lăng Hàn vung quyền đón đánh, nhưng công kích thật sự nhiều lắm, có công kích bị hắn hóa giải, nhưng có không kịp, đánh vào trên người của hắn. Nhưng mà, chuyện đáng sợ xuất hiện, những công kích này đánh lên người Lăng Hàn, rõ ràng chỉ tung tóe ra từng đạo quang mang, nhưng không cách nào oanh phá phòng ngự của hắn. Cái, cái gì? chúng tiên vương động dung, cái này cũng quá kinh người a à, tiểu tử này là cái phòng ngự gì, quả thực nghịch thiên rồi. Tiên vương bất diệt thể, tu ra khí lực như vậy, ngay cả tiên vương tầng 9 tể oanh cũng không thương, chỉ có chuẩn thiên tôn mới có khả năng phá hư. Cho nên, Lăng Hàn có sợ gì, hắn ở trong bầy tiên vương mạnh mẽ đâm tới, tùy ý ra tay, căn bản không cần bận tâm phòng thủ. Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng có khí lực biến thái như vậy chỉ sợ so với thiên sinh cũng không kém bao nhiêu đi à nha. Có lẽ phòng ngự của thiên sinh mạnh hơn một chút, nhưng vấn đề là, lấy chiến lực của thiên sinh hiện tại lại có thể xé mở phòng ngự của Lam Hàn sao? Không được, Lam Hàn thét dài, hai đấm nộ vung, những thế lực này không cảm kích hắn cống hiến còn chưa tính, rõ ràng gán tội danh tiên vương mộ địa bị diệt cho hắn, cái này để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Theo hắn, những người này nên ném vào ngoại vực chiến trường, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Như vậy hiện tại liền do hắn tới thanh lý, Lăng Hàn không hề cố kỵ ra tay, chỉ một nén hương thời gian, liền có hơn 10 tiên vương bị hắn oanh thương. Nhưng bởi vì Lăng Hàn không có khả năng một mực vận chuyển cửu hóa thiên kinh hoặc ngũ hành lôi thuật, bởi vậy, những tiên vương này cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hắn không quá hài lòng, muốn tiêu diệt mấy cái, nhưng chiến tích như vậy rơi vào trong mắt người khác, cả đám đều trợn tròn mắt. Đây là chuẩn thiên tôn sao? Bị hơn 30 tên tiên vương tầng 9 vây công, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại đả thương 10 tiên vương, chiến lực như vậy cũng là không có ai rồi. chương 3014, chảm tầng 92 Ra tuyệt chiêu, những tiên vương kia thẹn quá hóa giận, bọn hắn cũng thấy trên mặt nóng rát, nhiều tiên vương như vậy liên thủ vây công một tiên vương tầng 8 đã trên mặt không ánh sáng, rõ ràng còn bị đối phương kích thương, về sau bọn hắn ai còn có khả năng ngẩng đầu lên được. Hơn 10 tiên vương tiếp tục quấn quyết lấy lăng hàn, tiên vương khác bắt đầu uẩn tích đại chiêu, muốn một lần hành động đánh tan lăng hàn. Cái này rất vô sỉ, nhưng cực kỳ hữu hiệu, hơn 10 tiên vương ngay cả chuẩn thiên tôn cũng có thể cuốn lấy, muốn ngăn lăng hàn đương nhiên cũng có thể, bởi vậy, lăng hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiên vương kia bắt đầu tích xúc đại chiêu, nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Chấn, có 7 tên tiên vương trước tiên hoàn thành xúc thế, oanh ra công kích đáng sợ. Oanh, 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 càng nhiều tiên vương nữa tích ra đại chiêu, chấn áp về phía lăng hàn. Phần vâng sáng chói mắt, xinh đẹp như pháo hoa, nhưng tất cả người đang xem cuộc chiến đều có cách nghĩ đồng dạng, công kích mạnh như vậy cũng đừng giết chết Lăng Hàn a, à. chuyện kia có thể to lắm, nói không chừng Lâm gia cũng sẽ xuất hiện. Lâm gia là tồn tại gì? Có thất bộ thiên tôn tỏa trấn, dù Lâm Lạc không ra, Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương, Sở Hạo tùy tiện đi ra một người cũng có thể quét ngang chín thành chín của nguyên thế giới, ai dám động? Phần vâng sáng công kích tán đi, chỉ thấy ở trung tâm chiến đoàn có một đạo kim quang hóa thành hình tròn. Lang hàn, hắn tạo ra bất diệt thiên kinh, ngăn cản đại chiêu của các tiên vương, cơ hồ không chút thương tổn. Hắn vẫn bị thương, trên cánh tay, bụng có thương tích, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, dù sao cũng là chừng 30 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong phóng đại chiêu, dù là bất diệt thiên kinh cũng không có khả năng để cho hắn không bị gì. Nhưng thương thế như vậy tự nhiên là chút lòng thành, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Thấy quỷ rồi, tất cả tiên vương đều cảm thấy ra đầu tê dại, lực phòng ngự như vậy quả thực để cho người tuyệt vọng, hoàn toàn khó giải. Lăng Hàn sát khí như lửa, hắn cuối cùng tế ra tiên ma kiếm, muốn công phá phòng tuyến của những tiên vương này, đại khai sát giới, lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt không thể nào làm được. Vậy thì dùng thiên tôn bảo khí, ha ha ha, chứng kiến Lăng Hàn tế ra một binh khí, những tiên vương tầng 9 kia đều cười to. Ngươi lấy ra đồ vật rách dưới như vậy đùa chúng ta đúng không? Bọn hắn đều không có dùng tiên khí, một là tiên kim hy hữu, không thể để cho một người một kiện thứ hai bọn họ muốn bắt lăng hàn tự nhiên không thể dùng tiên khí nếu không một cái không cẩn thận sẽ trí tử trí thương không hợp ước nguyện ban đầu của bọn họ vừa rồi bọn hắn cũng bởi vì đại chiêu bị lăng hàn phòng được mà khiếp sợ nhưng hiện tại ai cũng ôm bụng cười lăng hàn cũng cười hiện tại những người này cứ việc cười đi đợi chút nữa sẽ khóc ngay thôi dưới chân hắn một bước thể thuật bạo phát tốc độ tật nhanh đã đi tới trước mặt một người huy kiếm chém ra hiện tại những tiên vương này cũng biết thể thuật của hắn kinh người bởi vậy đều hai hai một tổ một người bị tập kích tên còn lại sẽ giúp hóa giải bởi vậy hai đại tiên vương đồng thời ra tay đáp lễ về phía lăng hàn phốc hàn quang diệu động tuy hai đại tiên vương oanh ra công kích nhưng ở trong hàn quang cuốn động bọn hắn không hề lo lắng bị chém thành hai đoạn ngang eo mà đoạn như cọng rơm cái rác cái này cái này cái này đây là tình huống gì dù thanh tàn kiếm rách dưới kia chính là tiên khí nhưng tiên vương tầng 9 cũng đứng ở đỉnh quy tắc, đại đạo quấn quanh, tiên khí cũng không thể nào chảm phá. Mà một kiếm qua, hai đại tiên vương đều bị chém ngang lưng, cái này cũng quá khoa trương đi. Thiên, thiên tôn bảo khí, đã qua thật lâu, mới có người dùng ngữ khí gian nan nói. Thiên tôn bảo khí, thiên tôn chịu uy, lang hàn cầm kiếm mà đứng, dì sắt loang lỗ, giống như đao bổ củi, nhưng bây giờ ai dám coi thường thanh kiếm này. Đây là thiên tôn bảo khí, chảm tiên vương tựa như rơm rác dù thực lực của Lăng Hàn thấp kém thì như thế nào. Một tiểu nhi 10 tuổi cầm tuyệt thế thần kiếm, người trưởng thành trọi cứng, hậu quả chỉ có thể làm cho mình đầu rơi máu chảy. Huống chi thực lực của Lăng Hàn tuyệt không thấp kém, so với tầng 9 đỉnh phong cũng không kém cỏi mảy may, thậm chí có thể trái lại áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn, trời giáng huyết vũ, đang đau thương hai đại tiên vương mất đi. Chúng tiên vương sợ run, bọn hắn tuyệt đối không ngờ, sự tình lại có thể dương đến tình trạng như vậy. Hiện tại, các ngươi biết đau chưa? Lăng Hàn uy nghiêm nói, hắn không chút do dự lần nữa giết ra, nếu như đã mở sát giới, hắn sao còn có thể lưu thủ? Hắn không chọc người, nhưng nếu ai chọc hắn, hắn liền đánh tới bọn hắn đau nhức mới thôi. Giết, Lăng Hàn phát huy thể thuật, tốc độ nhanh đến kinh người, tiên ma kiếm trong tay vung chảm, căn bản không cần chiêu thức gì, cái này là lợi khí vô kiên bất tồi rồi. Lập tức, hơn 30 tên tiên vương đều làm chim thú tán. Đã có vết xe đổ, Hai đại tiên vương tầng 9 bị cắt thành hai đoạn dễ như trở bàn tay, lực phá hoại của Thiên Tôn Bảo Khí tràn qua, vô luận tiên vương gì cũng bị miểu sát. Ai muốn làm cái thứ ba? Bọn hắn vốn chính là đám ô hợp, thời điểm chiếm được thượng phong tự nhiên đoàn kết, chỉ khi nào đối mặt hiểm cảnh, cái kia tự nhiên là chỉ lo thân mình, làm sao sẽ đi để ý những người khác chết sống. Nhưng tốc độ của Lăng Hàn nhanh hơn, hắn truy một cái ở đằng trước, tiên ma kiếm chém ra, không hề lo lắng, tiên vương này bị hắn bổ một phát làm hai máu tươi tung tóe, lần nữa dẫn thiên địa bi thương. Trước đó thời điểm lần thứ nhất Lăng Hàn đại khai sát giới như vậy, vẫn là dựa vào hắc tháp rốt lực, ở dị vực tàn sát rất nhiều tiên vương. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể dựa vào thực lực của mình tàn sát tiên vương rồi, còn đều là tiên vương tầng 9, hàm lượng hoàn toàn bất đồng. Ở trên võ đạo leo nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đạt đến tiên đạo đỉnh phong, đã có được tư cách ngạo thị thiên hạ. Có thể coi đại đế, Lăng Hàn tật truy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, lần lượt từng tiên vương bị hắn đuổi theo, chém dụng dưới thân kiếm, lấy thực lực của hắn cộng thêm tiên ma kiếm, không người có thể ngăn cản một kiếm. Nhưng mà, sau khi lăng hàn chém 11 người, tiên vương còn lại đều chạy trốn rất xa, rốt cuộc không có khả năng đuổi theo. Trường 3015, có thể coi đại đế. Bất quá, một trận chiến chém dụng 11 tiên vương, dọa chạy hai mươi mấy người, hơn nữa mỗi cái đều là tiên vương tầng 9 đỉnh phong, cái này còn chưa đủ sao tiên vương mạnh nhất đi à nha. Phải, ngay cả để cho Hà Vũ Phong tới, hắn cũng không thể nào làm được, chỉ có thể bị oanh đến chật vật mà trốn. Đây không phải Hà Vũ Phong yếu, mà là thiên tôn bảo khí quá cường đại. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Hàn rõ ràng tế ra một thiên tôn bảo khí, lấy xu thế vô cùng bá đạo phá cục, đặt hắn ở địa vị tiên vương đại đế. Trải qua trận chiến này, hẳn không tiên vương nào dám khiêu chiến Lăng Hàn nữa. Đám người A Mục đều lắc đầu, nếu công bình chiến một trận, bọn hắn tự nhiên không sợ lăng hàn, nhưng một tiên vương lại tay cầm thiên tôn bảo khí, ngay cả bọn hắn cũng vô kế khả thi. Một trận chiến này, ảnh hưởng sâu xa, đám hào phú ai cũng nơm nấp lo sợ, thật không ngờ thực lực của lăng hàn rõ ràng cường đã đến tình trạng như vậy, ai còn dám gây sự với lăng hàn. Mười tiên vương tầng 9 chết cũng chỉ chết vô ích, ai bảo bọn hắn không phải đệ tử võ viện chi. Thiên tôn ở ngoại vực chiến trường không trở về, toàn bộ vị diện có thể để lăng hàn hoành hành rồi, ngay cả Chuẩn Thiên Tôn cũng không thể trần áp hắn đi à nha. Lăng Hàn rơi hạ thân hình, quét đám người vân ngạo không một chút, thản nhiên nói: "Yên tâm, ta sẽ không động tới các ngươi, chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích, các ngươi cũng sẽ được quy tắc của võ viện bảo hộ." Lúc này đám người vân ngạo không mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Bất quá, các ngươi đều báo ra tổ địa của mình đi." Lăng Hàn còn nói thêm, "Thằng này muốn làm gì, sẽ không muốn đánh tới nhà của bọn hắn chứ?" lề mề cái gì lang hàn trừng mắt đám người vân ngạo không nào dám nói cái gì liền tranh thủ nói vị trí gia tộc của mình bọn hắn cũng không tin chẳng lẽ lang hàn còn thực có can đảm đánh tới nhà bọn họ phải biết rằng bọn hắn đều là thế lực thiên tôn nội tình vô cùng thâm hậu căn bản không phải một tiên vương tầng 8 nho nhỏ có thể động đợi bọn hắn rời đi đám người a mục tới lang sư đệ xem ra ngươi là kẹt ở bình cảnh tầng 9 a đỗ thập nhất mở miệng trước ta là người từng trải cửa ải này có người mấy vạn năm liền vượt qua, có người vài tỷ năm vẫn còn dẫm trận tại chỗ, hơn nữa, thiên phú càng cao, ngược lại càng không dễ đột phá, đây là thiên địa nhằm vào. Lăng Hàn gật đầu, thiên địa cản trở, đương nhiên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Chúng ta cũng là bị nhốt ở tầng 9 đỉnh phong quá lâu, muốn đi phá vân hỏa sơn lịch lãm rèn luyện, đó là một hiểm địa tuyệt đối, từng bước nguy cơ, người có thể theo cùng, nói không chừng có thể tìm được cơ hội đột phá. A Mục cũng nói, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, khi nào thì đi? Mấy ngày này a, à, vậy các ngươi đi trước, ta còn có một số việc phải xử lý, đợi sau khi xong, ta lại đi phá Vân Hỏa Sơn cùng các ngươi tụ hợp. Cũng tốt, ba người a mục rời đi, lang Hàn cũng trở về động phủ, hắn đang quy hoạch lộ tuyến, muốn chuyển các thế lực vừa rồi vây công hắn một vòng, để cho bọn hắn cho cái thuyết pháp. Hắn dễ khi dễ đúng không? Hơn 30 tên Tiên Vương tổng cộng đến từ 9 thế lực, tin tưởng đây chỉ là một ít bộ phận thế lực nhúng tay lợi ích ở Tiên Vương mộ địa thế lực khác có lẽ không có muốn tìm Lăng Hàn tính sổ, hay còn không có ra tay, cái này Lăng Hàn mặc kệ, hắn chỉ biết là ai vươn đau với hắn, hắn sẽ hung hăng đánh tới đó. Không lâu lắm, đại hắc cẩu đến, tiểu tử, người mạnh như vậy, hai mắt nó tỏa ánh sáng, bình thường thôi, Lăng Hàn cười nói, tiên ma kiếm thực sự tấn cấp thành công, đại hắc cẩu có chút không dám tin tưởng, Lăng Hàn gật đầu, đúng vậy, tốt, đại hắc cẩu dùng sức đập chân một cái, sau đó liền lộ ra vẻ tiếc nuối. Thiên sinh đi ngoại vực chiến trường, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta liền đi gõ muộn côn. Lăng Hàn cười ha ha, nơi này có thiên tôn tọa chấn, muốn ở dưới mí mắt người ta làm chuyện xấu, cái này độ khó quá cao. Đi ngoại vực chiến trường càng tốt, chỉ cần chúng ta tìm được hắn, tùy tiện giày vò như thế nào đều không có việc gì. Cũng đúng, đại Hắc cầu gật đầu. Trước đó, chúng ta đi thu sổ sách trước. Lăng Hàn nói, cái này cầu ra ưa thích, đại Hắc Cẩu vui vẻ gật đầu. Tìm ai thu sổ sách đây? Nghe Lang Hàn báo ra mấy thế lực, khóe miệng của Đại Hắc Cẩu không khỏi co giật. Cẩu ra thu hồi lời nói mới rồi, vẫn là ngươi đi thôi, bổn tọa giống như tiêu chảy rồi. Những cái này đều là thế lực thiên tôn, quỷ mới biết nội tình đáng sợ đến cỡ nào, nó mới không muốn đi chịu chết. Không có việc gì, tất cả thiên tôn đều ở ngoại vực chiến trường, mặt khác nha, chúng ta cũng mang Ngõa Lý lên. Lang Hàn cười nói, có đạo lý, Đại Hắc Cẩu gật đầu, năng lực phá trận của ngõ Lý không ai bằng, có hắn hệ số an toàn của bọn hắn có thể tăng lên rất nhiều. Bọn hắn đi gọi ngõ lý, mới đầu ngõ lý không muốn đi, nhưng lăng hàn lấy ra ba khối tiên kim, hắn liền gật đầu cái rụp. Vương gia đưa tới mười mấy khối tiên kim, lăng hàn cũng không có toàn bộ dùng xong, hiện tại với hắn mà nói, tiên kim đã ý nghĩa không lớn, vừa vặn dùng để thanh toán nợ thiếu ngõ lý đã lâu. Sổ sách nên trả đều thanh toán xong, đám người lăng hàn xuất phát, dựa theo bản đồ hắn chế định, bắt đầu đi đòi một lời giải thích. Cách bọn hắn gần nhất chính là Liễu Gia, nhưng cho dù lấy cước trình của ba người bọn hắn, y nguyên đi chừng một tháng mới tới. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đánh vào, Liễu Gia là có một vị tam bộ thiên tôn, mặc dù đã sớm đi ngoại vực chiến trường, cực kỳ lâu mới có thể trở về một lần, nhưng người nào biết một vị tam bộ thiên tôn sẽ bố trí ra thủ đoạn gì, có lẽ ngay cả chuẩn thiên tôn cũng có thể giết thì sao? Vẫn là cẩn thận mới tốt, ngõ lý lên trước, phát ra lục quang tiến hành quan sát, nhìn xem Liễu Gia hư thực, một triệu năm trôi qua, hắn cũng rút ra toàn bộ năng lượng trong quyển trục vị diện, mà hiệu suất chuyển hóa của hắn vượt xa lăng hàn, có gia tăng chiến lực lên lăng hàn hay không không biết, nhưng năng lực quan sát lại tăng lên hơn mấy trăm lần, ở dưới ý niệm của hắn chuyển động. Lục quang bắn ra mấy trăm trượng liền biến thành trong suốt, như ánh mặt trời chiếu xạ, ngay cả thiên tôn cũng không thể phân rõ. chương 3016, đòi nợ bắt đầu. 19 sinh linh sinh mệnh lũy thừa ở một vạn 3, 37 sinh mệnh lũy thừa ở một vạn 2. Ngõa Lý nói, sờ soạng ngư thực của Liễu Gia Thanh Thanh sờ sờ. Chỉ có 19 tên tiên vương tầng 9, không đủ đánh A. À. Lăng Hàn cảm khái một chút, lập tức bật cười, 19 tên tiên vương tầng 9, miễn cứng cũng có thể ngăn lại hai vị chuẩn thiên tôn, ở thế giới thiên tôn không xuất hiện này, cái kia còn có cái gì phải lo lắng. Hơn nữa, xem như chuẩn thiên tôn sao dám mạo phạm Liễu Gia, không sợ vị tam bộ thiên tôn kia của Liễu Gia bão nổi sao. Tiểu tử, chúng ta thật muốn làm. Đại Hắc Cầu hỏi, nó vẫn có chút sợ, dù sao duyên sinh thiên tôn năm đó cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn, còn kém vị kia của Liễu gia rất xa. Đương nhiên, Lăng Hàn gật đầu, hắn không có chọc ai gây ai, nhưng chín đại thế lực lại muốn chộp hắn tới luyện đan, cơn tức này hắn làm sao nhịn được. Không có lực lượng cấp bậc thiên tôn sao? Lăng Hàn hỏi Ngoã lý. Ngoã lý lắc đầu, không có, ngõ lý đã nói không có vậy khẳng định không có, ngẫm lại cũng phải, uy danh của tam bộ thiên tôn lại thêm 19 tên tiên vương tầng 9 còn cần thủ đoạn khác sao? Đi, Lăng Hàn đi đầu, đại hắc cầu do dự một chút, cũng đi theo mà động, chỉ có ngõ lý dừng ở nguyên chỗ, thân thể biến hóa, thế mà biến thành một tảng đá, nếu không phải Lăng Hàn cùng đại hắc cầu tận mắt thấy biến hóa của hắn, tuyệt không có khả năng nhận ra. Ta không đi, ngõ lý nói, ta là chiến binh phân tích, không phải loại hình chiến đấu. Cầu gia vẫn là phụ trách quét dọn chiến trường, kiềm chế đối thủ mới tốt. Đại hắc cầu cũng sợ nói, người cùng ta chung một chỗ, Lăng Hàn một tay bắt lấy đại hắc cẩu, ngõa lý coi như xong, người ta là hỗ trợ, nhưng đại hắc cẩu cũng nghĩ không làm mà hưởng. "Đừng, đừng a." À, đại hắc cẩu đạp loạn hai chân sau, một bộ như sắp bị làm thịt. Bọn hắn một cái đi một cái kêu thảm, rất nhanh liền đi tới trước cửa Liễu Gia. Kỳ thật đây là một thành thị, nhưng hoàn toàn thuộc về Liễu Gia, mặc dù trong thành cũng có một chút người không phải họ Liễu, nhưng này đều là ngoại quyến của Liễu Gia, lại thêm một chút tồi tớ, hợp thành kết cấu khổng lồ. Người nào cổng có thủ vệ nhìn thấy lăng hàn kéo lấy một con đại hắc cầu tới mặc dù vô cùng kỳ quái nhưng vẫn tiến lên quát hỏi lăng hàn dừng bước lại nói đi thông chi người có thể làm chủ nói chuyện nói lăng hàn đến đòi nợ đòi nợ đến liễu gia ngoài cổng tổng cộng có bốn tên thủ vệ nghe vậy ai cũng cười lạnh liễu gia là địa phương nào thánh địa có thiên tôn chấn giữ người đây là tới muốn chết sao lớn mật một thủ vệ lập tức nhảy ra ngoài dưới tình huống không biết thực lực của lăng hàn sâu cạn bọn hắn đương nhiên không có khả năng đi thông chi cấp trên, nếu không liễu ra gióng chống khua chiêng, kết quả người đến lại chỉ là một sơn hạ cảnh, đây không phải muốn người trong thiên hạ cười dụng giang sao. Mà bọn hắn càng phải bị nghiêm trị, bắt lại cho ta, hắn xuất thủ, chộp về phía lăng hàn, lăng hàn nhẹ nhàng đạp chân một chút, thẻ, đại địa lập tức vỡ ra, một vết nứt từ dưới chân của hắn một đường kéo dài mà đi, đến tường thành cũng không ngừng lại, mà tiếp tục hướng lên, tạp tạp tạp, trên tường thành lập tức hiện ra một lỗ hồng cự đại, giống như đang nhếch miệng mỉm cười. Thủ vệ kia dưới chân lảo đảo một cái, thân hình lay động một chút mới đứng vững, hắn hãi nhiên nhìn kẽ nứt, sau đó thuận kẽ nứt kéo dài quay người, thời điểm nhìn thấy tường thành phá nát, hắn càng là mật cũng sắp nứt. Tường thành này là được rất nhiều tiên vương luyện chế, ra chỉ qua, đủ để tiếp nhận tiên vương cao dài mấy lần công kích, nhưng Lăng Hàn chỉ rậm chân một cái, tường thành liền phá vỡ, căn bản không có nhận công kích trực tiếp, điều này nói rõ thực lực của Lăng Hàn cường đại mức nào. Bốn tên thủ vệ đồng thời run rẩy, cái này mạnh đến không hợp thói thường rồi. Chỉ là bọn hắn vẫn không hiểu, lang hàn mạnh hơn cũng không có khả năng so sánh với Tam Bộ Thiên Tôn, vì cái gì dám giết đến liễu ra. Đây là có chuyện gì? Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên, hưu, một bóng người từ nội thành bay vụt ra, rơi vào cửa thành, hắn chỉ vào cái khe trên tường thành quát hỏi. Đây là một người trẻ tuổi, từ sinh mệnh chi hỏa đến xem, nhiều nhất tu luyện vài ức năm, nhưng trên người cũng đã quấn quanh lấy một đạo dị sắc rõ ràng là tiên vương tầng 1, coi như rất bất phàm. Bốn tên thủ vệ còn ở trạng thái chết lặng, nghe vậy đều chỉ về phía Lăng Hàn. Hắn, người trẻ tuổi nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là một đôi tổ hợp như thế nào? dáng dấp của Lăng Hàn ngược lại bình thường, nhưng trong tay lại dắt lấy một con đại hắc cẩu, mà con đại hắc cẩu này lại quá không bình thường, mặc dù da lông bóng loáng giống sa tanh, nhưng trên mông lại mặc một cái quần lót sắt, còn phản xạ ra hàn quang, thấy thế nào cũng lộ ra khí thức hèn mọn. Ngươi là ai, lại dám hủy cửa thành của liễu gia ta? Người trẻ tuổi biết rõ mình không thể nào làm được điểm ấy, thực lực khẳng định không bằng lăng hàn, nhưng thời điểm hỏi vẫn hổ cao khí ngang, căn bản xem thường lăng hàn. Đây chính là ngạo khí của hậu nhân thiên tôn, ta có lão tổ tam bộ thiên tôn, ta liền có thể vinh váo hung hăng như thế, ngươi không phục ta liền diệt ngươi. Lăng hàn thở dài, tay trái vươn ra, cách không đánh một bạt tai. Hiện tại thực lực của hắn là bực nào, đã ra tay, chỉ là tiên vương tầng một làm sao cản, ba, một cái tát rút đến, người tuổi trẻ kia lập tức bay ra ngoài, cực kỳ xảo, vừa vặn đính vào tường thành, giống như tô điểm thêm. Phục, Phục Minh thiếu ra, thấy cảnh này, bốn tên thủ vệ kia mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng xé cổ họng gọi, đây chính là tử đệ dòng chính của Liễu Gia A. Ngươi, ngươi sông đại hỏa, một thủ vệ chỉ vào Lăng Hàn nói, nhanh đi gọi viện binh, tên thủ vệ thứ hai thì vội vàng gọi, Lăng Hàn mỉm cười, tiện tay lấy cái ghế ngồi xuống, cười nói không cần phải gấp gáp, ta chờ ở chỗ này, nhanh gọi người qua đi. Quá phách lối, quá phách lối, bốn tên thủ vệ đều giận không kiềm được, xông đến liễu ra, không chút kiêng kỵ xuất thủ, còn không coi ai ra gì như thế. Tiểu hàn tử, mau buông cẩu ra ra, đại hắc cẩu gọi, chương 3017, bồi ta tổn thất. Lăng hàn theo lời buông tay, đại hắc cẩu lập tức nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy còn vừa gọi. Bản tỏa áp trận cho ngươi, nếu không địch lại, cẩu ra liền ra cứu ngươi hưu, nó liền chạy đến không còn hình bóng. Con chó hoang này, tham sống sợ chết, Lang Hàn cũng không thèm để ý, thậm chí còn nhắm hai mắt lại, vô cùng tùy ý. Bốn tên thủ vệ thì run rẩy, ngay cả Phục Minh cũng đính vào tường thành, tứ chi rũ cục, sống hay chết cũng không biết, nếu người liễu ra tới, hỏi một chút, bọn hắn trả lời như thế nào. Sợ cái gì liền đến cái đó, chỉ một lúc sau, hưu, liền có ba đạo nhân ảnh bay tới. Mặc dù ba người cơ hồ là đồng thời đến, nhưng bọn hắn không phải chung một chỗ mà là từ ba chỗ hẻo lánh trong thành phân biệt chạy tới tình huống như thế nào phục minh làm sao thụ thương rồi người này là ai ánh mắt ba người quét qua đều lộ ra vẻ giận dữ ai to gan như vậy dám chạy đến liễu gia động thủ đả thương người hơn nữa còn làm hỏng tường thành của liễu gia là hắn bốn tên thủ vệ vội vàng chỉ lăng hàn hắn gọi lăng hàn lăng hàn ba người này đều nhíu mày lại giống như chưa nghe nói qua cái tên này có chút quen tai, một người trong đó vắt hết óc nghĩ một lát, cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua danh tự này, không khỏi ra sức nghĩ. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám chạy đến liễu ra hành hung, ngươi đây là chán sống. Một nam áo xanh tử nói, hắn là tiên vương tầng 3, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Coi như ngươi là tầng 9, đến nơi đây cũng chỉ có quỳ xuống. Đây là ngạo khí của người liễu ra, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là tiên vương tầng 9 lại như thế nào, hắn cũng không sợ. Lăng Hàn lắc đầu, thật đúng là phách lối bá đạo đã quen, cũng không biết người ta là dễ nói chuyện. Hắn phất tay, rút tới nam tử áo xanh, đồng dạng hứng hờ, đồng dạng cách không một kích, giống như đang con ruồi. Ba, một trưởng vỗ qua, nam tử áo xanh lập tức bị đánh bay, nặng nề cắm ở trong cái khe của tường thành, liên tiếp liễu phục minh, lúc lên lúc xuống, giống như muốn tu bổ khe hở kia vậy. Người thật to gan, lại còn dám ra tay, nam tử áo đỏ quát trói tai, người này thật sự là quá to gan lớn mật, còn làm càn như thế. Người cũng chung một chỗ đi, lăng hàn lại vung một trường, ba, nam tử mặc áo đỏ cũng khắc vào trong cái khe. Người là lăng hàn, cái lăng hàn kia, người cuối cùng kia rốt cuộc nghĩ tới, hắn ở đâu nghe qua tên lăng hàn, nhưng đầu vừa nhấc đã thấy hai người bên cạnh đã mất tung ảnh, tìm tìm, liền phát hiện hai người bọn họ cũng chung một chỗ khác vào trong tường thành. Quá hung tàn, hắn nghĩ đến truyền thuyết liên quan tới lăng hàn, giết hơn người tiên vương của chín đại hào môn, đó đều là tiên vương tầng 9 đỉnh phong, cho dù là thế lực thiên tôn như bọn hắn, bồi dưỡng một tiên vương tầng 9 đỉnh phong cũng cần mấy kỷ nguyên, vẫn là một cái liền đại biểu cho vô số tài nguyên hóa thành nước chảy. Biết ta là ai, Lăng Hàn cười một tiếng, nhưng tay phải vẫn không do dự rút ra ngoài. Ba, người cuối cùng cũng bị đánh bay, khắc vào trong tường thành. Con người của ta làm việc từ trước đến nay công bằng, nếu là ta đánh vỡ tường đánh, liền sẽ ra cố nó lại. Lăng Hàn lẩm bẩm bốn tên thủ vệ kia nghe xong, khóe miệng đều co giật thầm nghĩ nào có sửa tường như ngươi dùng từng tiên vương đi lấp đây cũng quá xa xỉ a à, mà liễu ra cũng sẽ bị tức điên quả nhiên chỉ một lúc sau lại có tiên vương xuất hiện lần này người tới nhiều hơn bởi vì khoảng cách cảnh báo phát ra thời gian càng lâu người nhận được tin tức đương nhiên cũng càng nhiều hơn nữa thu được cảnh báo tới chậm cái này tự nhiên là tồn tại thực lực cường đại hiu 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 mười tiên vương phân từ các ngõ ngách trong thành bay tới ừm bọn hắn nhìn thấy tường thành phá trong đó còn lấp bốn tên tiên vương của gia tộc mình, trong mắt mỗi một gái đều bắn ra hàn mang. Là ai lớn mật như thế, muốn chết phải không? Hỗn trướng, thế mà còn dám ngồi, còn không quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Một thanh niên nhảy ra ngoài, tu vi của hắn chỉ có tầng 2, nhưng phụ cận có tộc nhân tầng 5, tầng 6, hắn tự nhiên lực lượng 10 phần, không hề sợ hãi. Ôn ào, lang hàn hừ lạnh một tiếng, hư không huy trưởng, lớn mật, có hai tên tiên vương tầng 6 lập tức gầm thét, lại dám ở trước mặt bọn hắn quát tháo. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, nghênh kích về phía Lăng Hàn. Bành, 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 ba tiếng vang, hai tên tiên vương tầng 6 kia lại thêm người trẻ tuổi trước đó đều bị đánh bay, đồng dạng khắc vào trong tường thành. Cái này, tiên vương khác của liễu gia ai cũng thấy mà toàn thân ứa ra hàn khí, đây cũng quá mãnh liệt đi, tiên vương tầng 6 ở trước mặt hắn làm sao giống như đồ chơi vậy, tùy ý một tay liền tắt bay. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn tường thành, lẩm bẩm vẫn thiếu 10 cái, lại điền vào mười mấy người, tường thành liền có thể khôi phục rồi. Nghe nói như thế, những tiên vương kia của liễu gia đều bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, ai cũng nhao nhao lui lại, hiện tại ở trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương tầng 5, ở trước mặt lang hàn giống như con cừu nhỏ bé. Ông, một cô áp lực đáng sợ giáng lâm, một cường giả từ trên bầu trời rơi xuống, trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh. Tiên vương tầng 9 tới, rốt cục có cường giả chân chính xuất hiện. Thất huyên lão tổ, là thất huyên lão tổ tới lão tổ, mau mau xuất thủ, chấn áp hung nhân này. Những tiên vương kia của liễu gia cùng nhau kêu lên, hiện tại tới người tâm phúc, bọn hắn lập tức liền cứng rắn. Tên tiên vương tầng 9 này gọi liễu thất viên, hắn nhìn lăng hàn, trầm giọng nói. Nguyên lai là lăng đạo hữu giá lâm, sao không nói rõ thân phận, cũng tốt để hàn ra hảo hảo chiêu đãi. Cái gì, nghe nói như thế, những người kia của liễu gia đều kinh ngạc đến ngây người, lão tổ có phải điên rồi hay không, thế mà khách khí với một hung đồ như thế bọn hắn là liễu gia A, à, có tam bộ thiên tôn tỏa chấn, đừng nói tiên vương tầng 9, coi như chuẩn thiên tôn tới cũng phải cung cung kính kính, khách khí. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta là tới đòi nợ, người miễn cưỡng cũng có thể xem như người phụ trách đi, ta liền hỏi ngươi một chút, các người phái người đi võ viện vây công ta, phải làm sao bồi thường tổn thất cho ta. Bồi thường tổn thất cho ngươi, chương 3018 chưa đủ, liễu thất huyền xém chút nhảy dựng lên. Người giết liễu gia chúng ta hai tên tiên vương tầng 9, thế mà còn muốn liễu ra chúng ta bồi thường ngươi. Bất quá, nghĩ đến Lăng Hàn hung tàn, lúc trước là 30 mấy tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong đồng loạt ra tay, kết quả thì sao, chẳng những không có bắt Lăng Hàn, ngược lại tống táng hơn 10 tiên vương đỉnh phong, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hiện tại, liễu ra chỉ có 19 tên tiên vương tầng 9, căn bản không có lực lượng chuẩn thiên tôn, làm sao gánh vác được tên sát tinh này. Lăng Hàn, người không nên quên, đây chính là liễu gia lão tổ nhà ta là tam bộ thiên tôn. Liễu Thất Huyên xâm nhiên nói, hiện tại chỉ cầu có thể hù sợ Lăng Hàn, chờ ngày sau Liễu gia lão tổ trở về, như vậy trấn áp Lăng Hàn tự nhiên là sự tình lật tay. Lăng Hàn cười ha ha, nếu sợ, ta còn chạy tới đây làm gì? Hắn thu hồi tiếu dung, gõ gõ lan can ghế, không nên lãng phí thời gian của ta, các ngươi không hảo hảo bồi thường, vậy ta liền đi vào lấy. Ngươi, Liễu Thất Huyên chỉ vào Lăng Hàn, tức giận đến nói không ra lời. Đây chính là Liễu gia, Liễu gia a à hỗn đản ánh mắt lăng hàn mãnh liệt, ta ghét nhất có người lấy tay chỉ ta. Dưới chân hắn bắn ra, bành, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, giết về phía Liễu Thất Uyên. Mặc dù Liễu Thất Uyên vô cùng kiêng kỵ lăng hàn, nhưng không đến tình trạng ngay cả một trận chiến cũng không dám, nói thế nào hắn cũng là tiên vương tầng 9A. Ác tử, không nên hiếp người quá đáng. Hắn quát, hai tay rút lấy đại đạo, đập về phía lăng hàn. Đạt tới tầng 9, giao đấu với tiên vương cấp thấp căn bản không cần vận dụng bí pháp gì, chỉ cần nắm lên đại đạo nện là được, đây là cảnh giới nghiền ép, mọi việc đều thuận lợi. Lăng Hàn cười lạnh, thể thuật cùng quy tắc kết hợp, hắn cực kỳ bạo lực, rất nhanh liền áp chế Liễu Thất Uyên. Những người kia của Liễu gia nhìn thấy, tâm thần không khỏi hãi nhiên. Hắn chỉ là tầng 8, tầng 8 liền có thể áp chế Thất Uyên lão tổ tầng 9 đỉnh phong, vậy nếu hắn dảo bước tiến lên tầng thì sao? Không phải có thể trấn áp chuẩn thiên tôn sao? Trời, bọn hắn nhao nhao ôm đầu, đây là một màn bọn hắn tuyệt không dám tin tưởng quá có tính sung kích rồi. Ghê tởm, ghê tởm, Liễu Thất Huyên gầm thét, lúc trước hắn chỉ là từ trong miệng tiên vương Liễu ra trốn trở về nghe được hung danh của Lăng Hàn, hiện tại mình chính diện đối đầu, hắn mới ý thức tới Lăng Hàn đã cường đại đến mức nào. Hắn không thể tin được, vì sao tiên vương tầng 8 có thể mạnh như thế. Chiến lực của hắn triển khai toàn bộ, nhưng căn bản không lật người nổi, mặc hắn dày vò như thế nào cũng vô dụng, từ đầu đến cuối bị Lăng Hàn áp chế. Khinh người quá đáng, hắn hét lớn một tiếng, tế ra tiên khí. Đây là một cây dù, đẩy ra, nguyên bản trời trong vạn dặm lập tức biến thành một mảnh hắc ám, xì xì xì, có lôi đình chấp động, tản ra uy áp chí cao. Chết đi, liếu thất huyên quát, hơn 30 tên tiên vương vây công lăng hàn, chỉ là muốn bắt hắn, không có dự định lấy tính mạng, thậm chí không thể trọng thương hắn, tự nhiên đều không mang theo tiên khí. Nhưng lần này khác biệt, lăng hàn lấn đến ra môn, coi như hắn lấy tiên khí làm thịt lăng hàn, phương diện võ viện cũng sẽ không nói cái gì. Bang, một đạo thiểm điện giận đằng, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay đón, banh, hỏa hoa chấp động, hóa thành vô số mảnh vỡ phù văn, mang theo một chút huyết hoa. Hắn thụ thương, dù sao hắn cũng chỉ là bất diệt tiên vương thể đại thành, cũng không có thúc đẩy đến cấp độ tiên kim, tay không đón đỡ tiên khí, vẫn để hắn bị thương nhẹ. Vết thương nhẹ, chỉ là chảy máu mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, nếu như hắn tiến lên tầng 9, như vậy lấy đại đạo quấn quanh ở trên tay, đón đỡ một kích này tuyệt không có khả năng thụ thương, trừ khi là bị tiên khí trực tiếp chém chúng. Hiện tại hắn chỉ là tầng 8, chiến lực có thể áp chế tầng 9, đó là bởi vì thể thuật bá đạo, ở trên quy tắc đương nhiên vẫn không bằng tầng 9. Nhìn thấy liễu thất huyên tế ra tiên khí, một kích liền oanh thương lăng hàn, cái này khiến người liễu ra đều đại hỷ, ai cũng lớn tiếng gieo hò. Liễu thất huyên cũng lộ ra tiếu dung, xem ra lăng hàn cũng bất quá như thế, trước đó có thể phát huy, chính là bởi vì hắn nắm tiên khí trong tay, mà những người khác thì không có so bảo khí sao, lang hàn cười, ngươi nhất định muốn như vậy, hư, ngươi còn không biết nội tình của liễu gia ta, mỗi một tên tiên vương tầng 9 đều có tiên khí, chung một chỗ phát huy, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng ngăn không được. Liễu thất huyên cười lạnh, ngươi cuối cùng chỉ là một tầng 8 nho nhỏ, làm sao biết liễu gia ta lấy kỷ nguyên tích lũy đáng sợ. Bang, 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 thiểm điện cuồng bổ, lang hàn cười ha ha, gia hỏa này thật đúng là cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm, thật sự cho rằng tiên khí liền ghê gớm cỡ lắm sao. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút, lăng hàn thét dài một tiếng, lao ngược lên trên, liễu thất huyên của tiên khí quét về phía lăng hàn, muốn lấy xu thế bá đạo trấn áp lăng hàn, về phần là giết, hay bắt lại về sau bước lăng hàn luyện đan, cái này còn phải xem chiêu vị đại lão bọn hắn thương lượng mới quyết định. Xoát, hàn quang đảo qua, liễu thất huyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà hắn thình lình phát hiện, mặc dù bị hoạch xuất ra một lỗ hổng Lăng Hàn tay cầm một thanh kiếm gì, nhìn qua giống như đao bổ củi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là thanh kiếm gì đến sắp thành cặn bã này, nhất cử chém rách tiên khí của hắn. Đây, đây là, sắc mặt của Liễu Thất Huyên đại biến, tiên vương trốn trở về nói qua, trong tay Lăng Hàn hư hư thực thực có một kiện thiên tôn bảo khí, hắn một mực khịt mũi coi thường, tầng 8 nho nhỏ làm sao có khả năng có được bảo vật như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không thừa nhận, nếu không phải thiên tôn bảo khí, làm sao có khả năng mạnh như vậy vẫn còn so sánh sao? Lang Hàn cười nói, Liễu Thất nguyên nói không ra lời, Liễu gia đương nhiên cũng có thiên tôn bảo khí, nhưng một mực ở bên người Liễu gia lão tổ, bồi tiếp hắn chinh chiến ngoại vực chiến trường. Đối mặt một cường giả chiến lực siêu việt tầng 9 đỉnh phong, lại thêm một kiện thiên tôn bảo khí, hắn làm sao chống đỡ được? Ha ha, nguyên lai là Lăng đại sư Giá Lâm, tha thứ chúng ta không có từ xa tiếp đón. Trong một tiếng cười dài, 18 tên tiên vương tầng 9 đều xuất hiện chương 3019, nhận thua. Đây là lực lượng mạnh nhất của Liễu Gia, nguyên bản một mực ở trong bóng tối quan chiến, nhưng nhìn thấy lăng hàn tế ra tiên ma kiếm phát huy, bọn hắn tự nhiên ngồi không yên, liền đi ra. Lăng hàn cầm kiếm mà đứng, bớt nói nhãm đi, yêu cầu của ta rất đơn giản, bồi thường tổn thất của ta, ta lập tức đi ngay. Liễu Gia Gia chủ Liễu Dương Hà đứng dậy nói, trước đó chúng ta bị gian nhân mê hoặc, mới có thể xuất thủ với lăng đại sư, đây đúng là chúng ta không phải. Nghe nói như thế, người liễu gia ai cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Sỉ nhục A, à, từ khi liễu gia thành lập đến nay, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy, bị người đánh tới cửa còn phải ăn nói khép nép xin lỗi. Nhưng ai bảo liễu gia bất tranh khí, mấy kỷ nguyên qua cũng không ra một chuẩn thiên tôn, nếu không há sẽ thảm như vậy. Nhìn xem hào môn khác, tỷ như vương gia, lão tổ tông là tam bộ thiên tôn, về sau lại ra một thiên tài vương an đức, tu luyện bất quá mấy trăm ức năm liền bước vào chuẩn thiên tôn, Tiến thêm một bước trở thành thiên tôn chân chính cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu gia làm sao lại không người kế tục chứ? Chúng ta nguyện ý bồi thường lăng đại sư. Nơi này có ba khối tiên kim. Còn xin lăng đại sư nhận lấy. Liễu dương hà vung tay lên. Lập tức có một nữ tử mỹ mạo đi ra. Trong tay bưng lấy một cái khay. Đặt ba khối kim loại màu sắc khác nhau. Cái này khiến rất nhiều tiểu bối của liễu gia hâm mộ. Ngay cả tiên vương tầng 8 cũng đỏ mắt. Đây chính là tiên kim A. Tại liễu gia chỉ có thành tựu tiên vương tầng 9 mới có thể ban cho tiên kim, đây là quy củ. Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn một cái, liền phất phất tay nói. Chưa đủ, mệnh của hắn chỉ trị giá ba khối tiên kim, nói giỡn, đám người liễu ra đều giận dữ, người thần khí cái gì, nếu không phải liễu ra lão tổ tỏa trấn ngoại vực chiến trường, đến phiên người phách lối sao. Lăng Hàn, người đừng quá mức, có một tiên vương tầng 9 trách mắng, lão tổ nhà ta tỏa trấn ngoại vực chiến trường, chống cự cuồng loạn xâm lấn, chính là có lão nhân gia ngài hy sinh, mới có không gian cho ngươi trưởng thành. Ngươi bây giờ lại ở liễu gia quát tháo, có thể đối mặt lương tâm của mình sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói không sai, liễu gia lão tổ chống cự cuồng loạn, hy sinh, cống hiến như thế, ta xác thực mười phần kính nể, nhưng đây là lý do các ngươi lấn đến trên đầu ta, nhục ta sao? Lời nói của Lăng Hàn rơi xuống, người liễu gia đều trầm mặc. Có chỉ là bị uy thế của Lăng Hàn chấn nhiếp, không dám mở miệng, có người lại thực sự tỉnh táo, lão tổ tông hy sinh xác thực vì liễu gia mang đến vinh dự nhưng bọn hắn liền dùng cái này ỷ thế hiếp người tiêu xài danh vọng uy nghiêm của lão tổ tông sao liễu dương hà hít vào một hơi thật dài mười khối tiên kim chưa đủ lăng hàn y nguyên lắc đầu mười khối tiên kim còn chưa đủ ngươi đến cùng muốn như thế nào lăng đại sư đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chấm dứt đoạn ân oán này liễu dương hà thở dài mở ra bảo khố mặc ta chọn lựa lăng hàn nói ngao 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 đại hắc cầu lập tức từ đằng xa giết tới. Bảo khố, bảo khố, bảo khố, nó cực kỳ kích động. Nếu có thể cướp sạch bảo khố của một vị thiên tôn, vậy khẳng định đại phát. Không có khả năng. Liễu Dương Hà không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cực tuyệt, làm hàn chấn động tiên ma kiếm. Vậy ta chỉ có đại khai sát giới, thẳng đến không người ngăn cản mới thôi. Lần này hắn nhất định phải đánh sợ những thế lực lớn này, về sau sẽ không dám chọc tới trên đầu của hắn, nếu không luôn cho hắn là quả hồng mềm vô cùng phiền phức. Liễu Dương Hà giận dữ, muốn khai chiến với Lăng Hàn, nhưng nhìn đến tiên ma kiếm trong tay Lăng Hàn, đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu khai chiến, có khả năng Liễu Gia liền hủy diệt. Mặc dù chỉ cần Liễu Gia lão tổ trở về, giết Lăng Hàn khẳng định giống như chơi, nhưng hắn làm sao nhẫn tâm nhìn thấy Liễu Gia phồn thịnh mấy kỷ nguyên bại ở trong tay mình. Gia chủ đại nhân, khai chiến liền khai chiến, người Liễu Gia chúng ta cũng không sợ chết, đúng, chúng ta là hậu duệ thiên tôn, tuyệt không mất huy phong. Tử đệ liễu ra thì nhao nhao kêu lên, những cái này căn bản là người trẻ tuổi, khí thịnh, nhiệt huyết, nhưng càng nhiều người lại giữ vững trầm mặc. Lăng Hàn uy hiếp là thật sự, nếu vì tranh một hơi, một chút vật ngoài thân mà điền liễu ra vào, kia thật là quá ngu. Không nói những cái khác, nếu như Lăng Hàn diệt sạch người liễu ra, chẳng lẽ hắn không thể thong dong mở ra bảo khố, lấy đi tất cả mọi thứ bên trong sao? Cái này để bọn hắn đổ máu càng thêm không có ý nghĩa. Tốt, Liễu Dương Hà trầm ngâm thời gian thật lâu, Lúc này mới phun ra một chữ, sau khi nói chữ này, hắn giống như già mấy chục tuổi, không còn một tia ngạo khí. Hôm nay Liễu già bị nhục nhã, hắn làm gia chủ đương đại, cảm thụ tự nhiên sâu nhất. Gia chủ, không ít người Liễu già đều quỳ xuống, nước mắt chảy ào ào, khóc trời đập đất, giống như chết vô số người vậy. Lăng Hàn không có chút mềm lòng nào, ai bảo Liễu gia chọc hắn trước. Hơn nữa, nếu không phải hắn có thực lực, đoán chừng hiện tại đã thay từng gia tộc làm công bị buộc luyện đan, như vậy có ai đến đồng tình hắn. Hắn cùng đại hắc cầu tiến vào thành, Liễu Dương Hà mở ra bảo khố, bọn hắn bắt đầu càn quét. Theo ý nghĩ của đại hắc cẩu là bất kể mọi việc, cướp sạch sẽ nơi này, nhưng Lăng Hàn không có tham như thế, chỉ chọn đồ vật cực kỳ chân quý, tỷ như tiên vương đại dược, tỷ như tiên kim, còn có thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện bất diệt tiên kim thể. Không hổ là siêu cấp hào môn, nội tình thâm hậu đến kinh người. Lăng Hàn hết sức hài lòng, dạo qua một vòng hắn đi ra nói. Liễu gia chủ, tạm biệt, về sau chúng ta sẽ thường tới. Đại hắc cầu lại bổ thêm một đao, trực tiếp để Liễu Dương Hà che ngực, đau đến nói không ra lời. Một người một chó rời Liễu ra, cùng ngõ lý tụ hợp, lăng hàn ném cho ngõ lý mấy khối tiên kim, xem như thủ lao. Bọn hắn lại tiến lên, tiếp tục càn quét, triệu ra, lý ra, tôn ra. Từng thế lực thiên tôn cúi đầu ở trước mặt lăng hàn, không có lực lượng thiên tôn cấp tỏa chấn, làm sao chống đỡ được lăng hàn bây giờ. Sau khi quét sạch 6 nhà, Lăng Hàn thu hoạch tràn đầy, nếu ba nhà còn lại cũng có thu hoạch như vậy, hắn không sai biệt lắm liền có thể tăng khí lực lên tới bất diệt tiên kim thể. Kế tiếp là Vân gia,